trường nó là đều ở mọi nơi, bởi vì thực ra không có dễ để hình thành nên một cái môi trường mà đó giá trị của trường nó đều, cường độ điện trường hoặc là cảm ứng từ B nó đều khó lắm. Chúng ta biết hai cái vật nó tương đối là đều là trong một cái tụ điện và trong một cái cụm cảm. Tuy nhiên là nếu như vậy thì làm sao chúng ta mô tả từ trường trong cái vùng không gian, hay năng lượng của từ trường, năng lượng của điện trường trong một vùng không gian, khi mà ở nơi đó thì chúng ta không có cái giá trị đều của từ trường. Thì bây giờ chúng ta làm nó cũng tương tự các bạn. Chúng ta xét một cái vùng điện trường đều, giả sử điện trường đều trước ha. Chúng ta xét một cái vùng điện trường đều. Nó xem thử trong cái toàn mỗi vùng đó nó chứa một cái năng lượng bao nhiêu, liên quan gì đến cường độ điện trường, liên quan gì đến cái môi trường ở chỗ đó. Khi chúng ta khảo sát được ý đó rồi thì chúng ta mang toàn bộ cái năng lượng điện trường đó, chúng ta chia đều cho cái thể tích mà cái trường đều đó đang nắm. Thì vì nó là một cái trường đều, nếu chúng ta thu được một cái công thức ở đó nó độc lập với một số yếu tố, thì cái giá trị đó của chúng ta nó tương đương với mật độ năng lượng của một cái trường tại một cái điểm nào đó trong không gian. Mục đích của chúng ta là vậy thôi. Thì bây giờ chúng ta xét cái điện trường trước ha. Điện trường xem thử xem là điện trường trong tụ điện thì cái năng lượng của nó quen thuộc quá rồi. Chúng ta xét thử một cái tụ điện phẳng nha. Thì trong một cái tụ điện phẳng á, thì năng lượng điện trường chúng ta học ở lớp 12 rồi, ôn thi đại học thì ai cũng đã từng học rồi. Đó chính là bằng 1 phần 2 C nhân U bình. Thực ra thì để chứng minh rằng năng lượng chứa trong tụ điện là 1 phần 2 C U bình là chứng minh được hoàn toàn nha. Tôi nhớ là hình như trong một cái buổi lý thuyết nào đó tôi có nói với các bạn về cách chứng minh rồi. Hoặc là các bạn có thể xem trên cái clip mà tôi ghi 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 hình các lớp khác tôi up lên YouTube đó, thì nó cũng đã có cái phần mà hướng dẫn các bạn cách chứng minh để thu được cái năng lượng tĩnh điện chứa ở bên trong một cái tụ điện khi mà nó có hiệu điện thế C, hiệu điện thế U, và khi nó có cái điện dung C, hoặc là khi mà nó có điện tích là Q, khi nó có hiệu điện thế là U, ví dụ vậy. Thì cái công thức này nó rất là quen thuộc, 1 phần 2 C U bình phương thì nó rất quen thuộc. Và chúng ta biết nè, cái điện trường này nó phân bố đang đều trong toàn bộ cái tụ điện. Vậy nếu như chúng ta biến đổi được cái công thức này nè, sau đó chúng ta chia đều cho cái thể tích, thì chúng ta có một cái mật độ năng lượng điện trường. Chúng ta xem thử cái công thức đó nó có liên quan gì các yếu tố ngoài trường hay không. Ngoài trường tức là sao, ví dụ nhiệt độ, độ ẩm, như đại khái như thế. Mới xem thử nha, hay là tọa độ một điểm không gian ví dụ vậy. Mới xem nè, từ cái công thức 1 phần 2 C U bình phương chúng ta biến đổi tiếp. U thì dễ rồi, U là E nhân D. Trong tụ điện thì cường độ điện trường là E, khoảng cách giữa hai bản tụ là D, thì U bằng E nhân D là cái chỗ bình phương phía sau là ok. Phía trước cái điện dung tụ điện, cái này nếu mà ai học lớp 11 kỹ sẽ nhớ, và ai mà coi lại cái bài giảng về phần điện trường trong cái tạo ra bởi một cái mặt phẳng song song rộng vô hạn đó, sau đó thầy quy nạp nó lên về cái bài toán về tụ điện đó. Sau đó thầy quy nạp nó lên cái bài toán gọi là tính điện dung tụ điện phẳng. Sau đó là có một cái bài giảng về tính điện dung tụ điện cầu, rồi tính điện dung tụ điện trụ, trong các bài giảng về tính điện lần trước. Trong cái đầu kỳ này thì mình đã chứng minh rồi. Thì công thức của tụ điện đó, nó chính là epsilon nhân epsilon không nhân S chia D. Trong đó epsilon không thì là hằng số điện, không nói rồi ha. Còn epsilon trong cái hình này thì trong cái này thì biết là epsilon R hay là epsilon biết không là epsilon cũng được, nó đang chẳng qua là cái giá trị điện môn của môi trường thôi. Epsilon nhân epsilon không S chia D, S là diện tích của cái hai bản tụ ha, và D là cái khoảng cách giữa hai bản tụ. Công thức này thì nghĩ là có lẽ mấy đứa vẫn còn nhớ ha. Thì mới biến đổi tiếp thôi. Thì nhân chia cộng trừ đó nó sẽ ra được 1 phần 2 epsilon epsilon không E bình phương. Thì cái này dễ không hả? Cái này bài toán mà đơn giản, cái này nó chỉ bài toán học sinh giỏi lớp 7 thôi, rất là dễ. Nhân với S nhân với D, chúng ta để ý một chút thôi. S với D á, S là diện tích của cái mặt tụ, D là khoảng cách giữa hai cái mặt tụ. Thì cái không gian nó chính là cái thể tích giữa vùng cái vùng không gian giữa hai bản tụ. Đúng không? Nó tưởng tượng giống như cái hình hộp ha, diện tích đáy là S, chiều cao là D. Vậy thì SND đó chính là cái thể tích của cái SND chính là cái thể tích của cái tụ của chúng ta, cái vùng không gian ở giữa tụ, cái vùng không gian mà ở đó nó chứa điện trường. Bởi vì chúng ta đã từng nói rồi ha, điện trường nó chỉ tồn tại ở bên trong tụ thôi, chứ còn bên ngoài tụ là cái bài toán về mặt phẳng rộng vô hạn nhiễm điện đều là nó đã chứng minh với các bạn là nếu có hai cái mặt phẳng trái dấu đặt gần nhau nhớ không, thì cái không gian giữa hai cái mặt phẳng đó là tồn tại điện trường, còn ở ngoài không gian đó là không tồn tại điện trường. Cho nên toàn bộ điện trường của chúng ta là đang nằm ở giữa hai bản tụ. Toàn bộ năng lượng của chúng ta về của điện trường cũng đang chứa ở giữa hai bản tụ.
chứa trong một vùng không gian có thể tích là S nhân D. Như vậy cái mật độ năng lượng, cái dòng thứ hai ha, cái E đó, E của vôn, tức là năng lượng trên một đơn vị thể tích, nó chỉ đơn giản là lấy năng lượng ở trên đem chia cho cái thể tích ở dưới. Thể tích ở dưới là S nhân D, cái mẫu số là S nhân D. Thì cái mà chúng ta thu được á là 1 phần 2 epsilon epsilon 0 E bình phương. Lưu ý một chút nè, lưu ý một chút cái chỗ này nhé. Thứ nhất, chúng ta vừa vô tình chứng minh được mật độ năng lượng điện trường nó phụ thuộc vào gì? Nó không có phụ thuộc vào cái điểm đó nằm ở đâu trong không gian này, mà nó phụ thuộc duy nhất thôi. Thứ nhất là cái môi trường, nó là môi trường điện gì? Tức là epsilon R, tức là cái mật, cái giá trị về điện môi hay epsilon. Và bản thân cái điểm đó đang có cường độ điện trường bao nhiêu? Tức là về cơ bản á, cái giá trị này nè, nó sẽ chỉ phụ thuộc vào hai yếu tố thôi cấu tạo nên cái trường điện của chúng ta. Thứ nhất là bản thân cái môi trường đó, thứ hai là cái độ lớn mạnh của điện trường tại điểm đó là E. Không, là E. Và chúng ta thấy nè, đến đây nó cũng có thể viết theo kiểu như này các bạn ha. Các bạn lấy giấy bút nhớ nốt nha, tôi không viết vào đây là bởi vì tôi hy vọng các bạn có thể dùng giấy bút để nốt một số thứ. Có một cái đại lượng mà chúng ta gặp ở bên cái phương trình Maxwell á, đại lượng D, dd trên dt mật độ dòng điện dịch, thì cái D đó là vector cảm ứng điện. Vector E này là vector cường độ điện trường, có nghĩa là cảm ứng điện trường. Thì cái giá trị của vector D á, nó là như này, là epsilon nhân epsilon 0 nhân E. Cho nên cái dòng thứ hai này, cái kết quả nó có thể viết như này, 1 phần 2 E lớn là cường độ điện trường nhân với epsilon epsilon 0 nhân E. Thì cái epsilon epsilon 0 nhân E chúng ta có thể thay bằng D. Cho nên á, cái phương trình của cái mật độ năng lượng điện trường người ta 1 phần 2 E vector nhân D vector, hoặc là 1 phần 2 E nhân D về độ lớn. Vậy chúng ta thấy nè, cái giá trị về mật độ điện trường này, mật độ năng lượng điện trường này nó rất là quan trọng. Nó quan trọng ở chỗ như này nè, cái biểu thức toán học của nó nói cho chúng ta biết được rằng chỉ cần chúng ta biết được cái trường đó có tính điện thế nào, tức là epsilon, thì chúng ta biết cái trường đó tại điểm đó có cường độ điện trường thế nào, thì chúng ta có thể biết được ở trong cái không gian bao quanh cái điểm đó, rất nhỏ bao quanh cái điểm đó, mật độ năng lượng là cái công thức của dòng thứ hai, 1 phần 2 E nhân D, hoặc là 1 phần 2 E nhân với epsilon, epsilon 0 nhân E. Vậy thì cái mật độ năng lượng này là con số, cái giá trị mật độ năng lượng này rõ ràng là nó, mặc dù chúng ta đang tính trong tụ điện, nhưng mà nó chúng ta có thể sử dụng nó cho bất cứ một cái điện trường nào tổng quát. Bởi vì thực ra trong một cái không gian của điện trường bất kỳ, chúng ta giả sử ở chỗ này có một cái không gian điện trường, chỗ này có cường độ điện trường E, chúng ta hoàn toàn có thể giả lập như này. Tôi giả sử tôi đặt vào cái chỗ đó ngay cái điểm mà chúng ta đang xét là điểm M, hai bên cái điểm M đó hai cái bản kim loại mỏng dính, và tôi mô phỏng hai cái bản kim loại đó giống như cái cách mà nó sẽ tạo ra điện trường ngay chỗ đó, tức là cho tụi nó nhiễm điện. Vậy thì rõ ràng là nếu mà tôi mô phỏng một cái hai bản kim loại mỏng dính nhỏ xíu bao lấy cái điểm M mà chúng ta khảo sát, thì cái mật độ năng lượng ở trong chỗ điểm M đó nó được tính ra cái công thức giống như cái dòng thứ hai thôi. Cho nên cái mật độ năng lượng điện trường này khi chúng ta tính được xong á, thì chúng ta phát hiện ra rằng là chúng ta có thể dùng nó như là một cái đại lượng cho điện trường ở một cái điểm nào đó bất kỳ, không nhất thiết phải ở trong tụ điện nữa. Như vậy thì cái dòng cuối cùng nó có ý nghĩa đơn giản thôi các bạn, đó là nếu mà chúng ta đã biết được mật độ năng lượng điện thì chúng ta có thể tính được tổng năng lượng điện trường trong một thể tích tau nào đó. Nhưng mà tôi nói các bạn rồi ha, trong sách Việt Pháp chúng ta ở đây trong cái slide này thầy cô cũng cố tình soạn cho các bạn tau là thể tích, bởi vì trong một số trường hợp các bạn thấy tau là thời gian, thì cái tau là thể tích hay tau là thời gian hay tau là vận tốc hay tau là vector tiếp tuyến, nó hoàn toàn là vấn đề về về ký hiệu thôi. Chỉ cần các bạn hiểu được thôi, chứ còn đôi khi người ta dùng chung chả sao cả. Các bạn nếu mà không nhận thức ra được thì các bạn sẽ bị sai thôi. Thì cái thể tích V nó có thể chia thành các cái thể tích dV, tức là thể tích tau nó có thể chia thành thể tích là d tau, đúng chưa? Mà mỗi một nơi d tau đó, mỗi một cái vùng thể tích rất nhỏ đó sẽ có một mật độ năng lượng điện trường nào đó. Cho nên là năng lượng điện trường tổng chỉ đơn giản là lấy cái mật độ chỗ đó nhân với thể tích d tau chỗ đó, rồi mang tích phân lên thôi là xong. Tích phân như thế nào? Tích phân toàn bộ thể tích tau. Cái dòng cuối cùng thì nó không có ý nghĩa gì, nó không có, tôi không nghĩ là nó có bất cứ một cái khó khăn gì để các bạn tiếp nhận. Chỉ có hai cái đoạn đầu thì các bạn phải lưu ý một chút, đó là cái cách mà chúng ta sẽ tính về cái năng lượng điện trường. Chúng ta sử dụng một đối tượng chuẩn là cái
tụ điện, một cái thiết bị mà điện trường chúng ta thừa biết nó chỉ tồn tại trong một vùng không gian giữa hai bán tụ. Và nếu chúng ta tính được cái năng lượng của cái tụ trữ ban đầu mang chia cho cái thể tích đó, chứ nếu như cái tụ điện á, mà là một thiết bị mà đó điện trường có thể nằm bên trong tụ cũng có thể nằm bên ngoài tụ thì chết rồi, tính không có được, bởi vì cái thể tích nằm bên ngoài tụ á, mình không có tính được là điện trường nó nằm ở bao nhiêu, cho nên chúng ta sẽ không tính ra được cái công thức mật độ. À, chúng ta dùng cái tụ điện là chúng ta biết là khi chúng ta cắm nó vào nguồn điện thì điện trường chỉ tồn tại bên trong lòng hai bán tụ thôi. Thể tích của cái vùng đó chúng ta biết, năng lượng của cái vùng đó chúng ta biết, thì chúng ta mới có thể quy nó về cái mật độ năng lượng là trên một đơn vị thể tích. Thì đến chỗ này các bạn có chỗ có cái gì thắc mắc không? Có cái gì không hiểu không? Có cái gì không hiểu không? Đối với tụ điện có gì không hiểu không các bạn? Hello. Ủa các bạn có nghe cái tiếng tinh 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 nãy giờ nó bật bật nó kêu không? Mấy đứa? Có thầy, có nghe thầy. Có nghe cái tiếng tinh rồi tinh rồi tinh đúng không? Dạ em có nghe, còn mấy bạn nghe không biết. Bực nhỉ, sao tắt cái này tắt không được ta? Đợi xíu để tôi tìm cách tôi tắt cái đâu ta. Nó phải có một cái chỗ để nó tắt cái notification chứ. À đây, vô cái này luôn. Thông báo. Rồi. Bây giờ đến đoạn này các bạn có ai bị vướng víu ở chỗ lý luận này không? Các bạn. Ngồi học mà im lặng quá tôi không biết các bạn có đang học không. Có ai có bị vướng víu ở chỗ lý luận này không? Không hề ạ. Ừ. Nhưng mà chúng ta đi sang một cái đối tượng khác, chúng ta thừa thắng thông lên ha. Cái đối tượng mà có điện trường tồn tại bên trong một không gian xác định là cái tụ, thì cái đối tượng mà có cái năng lượng từ trường tồn tại bên trong một cái vùng xác định là cái cuộn solenoid rất dài. Cái cuộn solenoid rất dài chúng ta từng chứng minh được rằng là điện trường tồn tại bên trong cái lòng của cái cuộn mà không tồn tại bên ngoài, cho nên chúng ta khảo sát cái năng lượng từ trường bên trong cái cuộn ha. 1 phần 2 L y bình, công thức này quen thuộc quá đúng không? Thì cái L nó lấy đâu ra? Cái L nó lấy đâu ra? Không biết là các bạn còn nhớ không, chứ còn mình đã chứng minh cái giá trị từ trường ở bên trong lòng của một cái cuộn cảm. Khi mà chúng ta có cái bài toán mà cuộn cảm solenoid hình hình hình, hình vành khuyên á, sau đó thầy nói với mấy đứa là mở nó ra. Nhớ không? Nhớ cái bài đâu? Mở nó ra thẳng á. Còn nhớ cái bài đâu? Lúc mà chúng ta học về định lý Ampere, chúng ta có một cái bài mà tính cường độ điện trường, à, xin lỗi, tính cảm ứng từ B ở bên trong lòng của một cái cuộn solenoid hình hình vành khuyên á. Còn nhớ cái bài đó không nè? Nhớ Thì hay là nhớ. chúng ta tính được B ha. Thì bây giờ mà xem là cái ô ô chữ nhật bên 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 góc á, các bạn thấy không? Ô chữ nhật bên góc á là cái giá trị cảm ứng từ tính được ở bên trong lòng của một cái cuộn solenoid nó bằng là mu không là hằng số từ nhân với mu, mu là độ từ thẩm của cái lõi sắt non đó, cái ruột nhé, cái gì n là mật độ vòng trên một đơn vị chiều dài ống, cái ống của bạn hình trụ như này nè, thì cứ 1 mét nó quấn được 10.000 ống thì cái n nhỏ này là 10.000 vòng trên một một mét và y là cường độ dòng điện chạy qua cái ống. Cái bài đó thì chúng ta chứng minh rồi, nhắc lại thôi nha. Thì nó có một cái định nghĩa về độ tự cảm L, nó có một cái định nghĩa về độ tự cảm L là từ thông xuyên qua, từ thông mà do cái từ trường tự sinh ra trong cuộn cảm nó xuyên qua chính cái cuộn cảm đó, thì nó sẽ bằng một cái giá trị L nhân với cường độ dòng điện đi qua cái cuộn cảm đó. Và ở đây L nó được gọi là độ tự cảm. Tại sao lại là độ tự cảm? Tại vì tự nó ha, nhận thức cái từ trường của nó, nhận thức cái từ thông của nó gây ra luôn. Ở đâu ra cái từ thông phi này?
là do cái dòng điện chạy qua cái cuộn cảm thì nó sinh ra từ trường, thì cái từ trường nó tự nó lại xuyên qua toàn bộ cái cuộn cảm để tạo ra một cái luồng giá trị từ thông. Cho nên định nghĩa của cái định nghĩa của cái giá trị từ cảm nó chỉ đơn giản là lượng từ thông thì nó bằng là một cái giá trị L đem nhân với Y, với L đó là độ tự cảm. Thì bây giờ để tính L nó dễ lắm ha. Chúng ta thấy nè, L nó bằng là từ thông đem chia cho cường độ dòng điện theo định nghĩa thôi ha. Đây là định nghĩa hoàn toàn. Thì từ thông nó bằng cái gì? Từ thông nó bằng là từ trường B nhân với diện tích. Thì ở đây có bao nhiêu diện tích? Tổng cộng trên cả cái ống solenoid chúng ta thì có là ví dụ như 10 triệu ống, 10.000 vòng chẳng hạn vậy ha. Thì N lớn là tổng số vòng trên cái dọc cái chiều dài của cái ống solenoid. Nhân với lại là diện tích của mỗi một vòng, đúng chưa? Thì đó là B là nhân N là S mang chia cho Y. Mà B thì trên cái dòng đầu tiên chúng ta thấy rồi, cái dòng đầu tiên trong cái khung chữ nhật bên này nè, chúng ta thấy rồi. Thì thế cái B đó vô, thế cái B đó vô. Và lưu ý nha, N lớn đem chia cho chiều dài dọc theo thân của cái ống solenoid đó, thì nó bằng N nhỏ. Thế N nhỏ là gì? N nhỏ là mật độ chiều dài, mật độ số vòng trên một đơn vị chiều dài. Còn N lớn là tổng số vòng chiều dài của cái ống này là L. Thì N lớn chia cho L thì bằng là N. Nhớ nha, lưu ý cái đó giùm thầy. Thì chúng ta sẽ có cái công thức của độ tự cảm L, nó bằng mu nhân mu không nhân N bình phương nhân L chia cho S. Một lần nữa ha, cái ống solenoid các bạn đây, chiều dài nó là L, diện tích ở đây là S. Như vậy L nhân S nó chính là cái gì đó? L nhân S nó chính là cái thể tích của cái vùng không gian bên trong cái ống solenoid, đúng không? Ống solenoid là hình trụ, chiều cao là L, diện tích đáy là S. Thì L nhân S nó chính là thể tích của vùng không gian bên trong cái cuộn. Và chúng ta thế vào cái phương trình gọi là E bằng 1 phần 2 LI bình phương này. Chúng ta có cái gì? L có đây này, L vừa chứng minh này này. Thế vô, nhân với Y bình phương. Thì chúng ta tách cái LS ra riêng giống như cái cách mà chúng ta làm đối với tụ điện, S với D, thì L với S. Thì đây là tổng năng lượng của từ trường, tổng năng lượng của từ trường bên trong một cái cuộn cảm. Và nó phụ thuộc vào một cái giá trị như thế này. Trong đó ha, mu không, mu mu không, N là hằng số, Y là cường độ dòng điện, đúng chưa? Bình phương lên. Nhưng mà khi mà chúng ta tách ra xong á, thì chúng ta thu được biến đổi một tí ha, chúng ta sẽ thu được cái giá trị này. Mu nhân mu không nhân N nhân Y. Tức là thế cái này vô đây nè ha, xong biến đổi một tí ha, tách cái LS ra ngoài ha. Thì ở trên này chúng ta có cái mu nhân mu không nhân N nhân Y tất cả bình phương chia cho mu nhân mu không. Này biến đổi dễ, các bạn về nhà tự biến đổi cái là ra liền ha. Thì cái mu nhân mu không nhân N nhân Y này nó chính là từ trường sinh ra bên trong của vậy thì cái này nó chính là gì đây? Nó chính là B bình phương á. Thì nó giá trị của nó viết đơn giản này là B bình phương chia cho mu nhân mu không nhân L nhân S. Cái mu R này chẳng qua viết thêm thôi ha, không ý nghĩa gì đâu, nó là tự thẩm á. Thì nhìn thấy cái này rồi thì làm giống như cách hồi nãy của cái điện trường á, chia cho thể tích là chia cho LS này. Thì cái phía trước này của chúng ta nó chính là mật độ năng lượng từ trường. Và chúng ta lại một lần nữa này, về mặt lý luận chúng ta có thể nói này, đó là cái mà các bạn đang có ở đây ấy, là một cái thiết bị tạo ra từ trường trong một vùng không gian nhỏ. Toàn bộ năng lượng từ trường là trong vùng không gian đó thôi. Vì vậy chúng ta vừa tính được cái mật độ năng lượng đó, thì cái mật độ đó chính là mật độ bên trong một từ trường đã được xác định rồi. Và rõ ràng cái giá trị này nó phụ thuộc cái gì? Nó chỉ phụ thuộc bản chất của môi trường là cái mu, tức là cái độ tự thẩm của sắt non. Tức là cái môi trường đó được cấu tạo nên từ cái vật liệu có độ tự thẩm như thế nào. Và thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là cảm ứng từ B của cái từ trường đó. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta thấy là cái giá trị này hoàn toàn có thể sử dụng cho bất kỳ một cái từ trường nào. Mật độ này có thể sử dụng cho bất kỳ một từ trường nào. Tuy nhiên ha, lưu ý một chút. B chia cho mu mu không, B chia cho mu mu không. Ở đây B bình nha, còn một cái B thôi, B chia cho mu mu không thì nó được gọi là vector H, là vector cường độ từ trường. B được gọi là cảm ứng từ trường đúng không? Thì H nó gọi là cường độ từ trường. Cho nên cái công thức này chúng ta có thể tách nó thành 1 phần 2 là B nhân với B đem chia cho mu mu không, tức là 1 phần 2 B nhân H. Cái vector H đó chúng ta gặp trong cái phương trình Maxwell mà chúng ta có nói về cái lần trước, lúc mà thầy show cho mấy đứa bốn cái phương trình, thầy cố tình thầy để là D thay vì là E và H thay vì là B. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái năng lượng của
từ trường á, chúng ta cũng có thể viết theo cái kiểu là 1 phần 2B nhân H hoặc là 1 phần 2B bình phương chia mu không. Vậy thì cái năng lượng từ trường trong thể tích thì nó cũng dễ thôi, thì lấy cái mật độ đem nhân với một đơn vị thể tích, thể tích phân lên. Thì cái ý nghĩa của nó thì chúng ta thấy là chúng ta vừa nói đến hai cái giá trị rất là quan trọng và nó sẽ xuất hiện ở trong cái bài giảng của tuần sau, ở quên tuần sau thứ hai giảng, ở thứ ba thì chúng ta mới kiểm tra ha, thi giữa kỳ đó. Thì ở quên thứ ba giảng, thứ tư mới thi giữa kỳ. Thì cái hai cái giá trị đó nó liên quan đến một cái vector rất là quan trọng, đó chính là vector pointing. Vector pointing tức là vector mà liên quan đến sự gọi là chuyển dời của năng lượng điện từ trường, và chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ chỉ cho chúng ta cái hướng mà sóng điện từ hoặc là hướng mà cái năng lượng của điện từ trường được lan truyền đi, nó sẽ liên quan như thế nào đến điện trường hoặc từ trường. Rồi, hướng của điện trường từ trường thì đó là hai cái giá trị mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý trong cái bài giảng sắp tới của chúng ta. Thì đương nhiên nếu chúng ta có cả điện trường có từ trường thì chúng ta có thể biết là mật độ năng lượng điện từ. Nếu mà chúng ta có một cái cả điện trường cả từ trường thì cái mà chúng ta sẽ có là mật độ năng lượng điện từ, thì là cộng cái mật độ năng lượng điện trường lại và cộng cái mật độ năng lượng từ trường. Đến chỗ này có ai có thắc mắc gì không? Đến chỗ này có ai có thắc mắc gì không? Mấy đứa còn nhớ cái bài giảng về diversion không? Ý nghĩa của toán tự diversion. Trong cái bài giảng đó thầy có nói mấy đứa rằng nếu như mật độ điện tích mà giảm đi theo thời gian, và nếu như định luật bảo toàn điện tích được đảm bảo, thì cái mật độ điện tích bị giảm đi theo thời gian đó, nó phải được mô tả bởi diversion của một cái vector, nhớ không? Thông lượng của dòng điện đi ra khỏi cái không gian kín đó, liên hệ đến một cái định lý tương tự thì Kirchhoff mở rộng ra. Trong cái trường hợp mà cái nút mạng các bạn nó không phải là nút mạng trơn tru và có một cái đối tượng điện tích ở trong đó có thể hấp thụ hoặc là bức xạ điện tích ra ngoài, thì chúng ta thấy là nếu như điện tích được bảo toàn thì cái mật độ điện tích khi nó bị thay đổi theo thời gian đó, nó sẽ tương đương với diversion của một cái vector G, tức là vector mật độ dòng điện dẫn. Thì sau này khi mà chúng ta học đến cái bài giảng tuần sau, bài giảng tuần sau sẽ là bài giảng rất là nặng về toán nha. Các bạn bắt buộc phải coi trước mấy cái toán tự rốt với deep trước đi. Có nhiều cái bài giảng các bạn vô các bạn nghe một hồi các bạn bỏ cuộc luôn, bởi vì toán nó nhiều quá. Nhưng mà các bạn không thể nào hy vọng rằng là kiến thức của đại học thì nó sẽ không 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 nó sẽ dễ luôn luôn được được thầy cô reduce giảm cái độ khó về mặt toán xuống cho các bạn được. Nếu vậy thì đâu có khác gì lớp 12 đâu ha. Cho nên là tôi nói trước là bài giảng tuần sau sẽ là bài giảng rất nặng về toán. Và khi nó rất nặng về toán thì các bạn nên xem trước đi ha. Nói về vector pointing thì cái bài giảng về tuần sau á, chúng ta sẽ chứng minh được như này nè, cái sự biến thiên của năng lượng điện từ trong một đơn vị thời gian, tôi chứng minh được nó bằng deep của một cái giá trị. Hôm trước chúng ta nói ha, sự biến thiên của mật độ điện tích theo thời gian nó tương đương với diversion của một cái vector G, và sau đó chúng ta nói vector G đó chính là vector mật độ dòng điện chuyển tải ra ngoài. Như vậy nếu tôi có thể chứng minh được rằng là sự biến thiên của mật độ năng lượng điện từ trong mỗi một đơn vị thời gian nó bằng diversion của một vector nào đó, thì cái thứ tôi gọi là vector nào đó đó nó chính là vector dòng, mật độ dòng năng lượng chuyển đi ra khỏi cái mặt mặt kính này. Và đây là sóng điện từ, và chúng ta đã học sóng ở lớp 12 rồi. Còn nhớ cái định nghĩa sóng không? Sóng là gì nè? Lê Vĩnh Hưng còn nhớ không? Sóng là gì? Đâu rồi, Lê Vĩnh Hưng đâu rồi? Dạ dạ em đây. Sóng là gì nhớ không? Ủa sao có nên hai nick Lê Vĩnh Hưng Dạ, tại cái điện cái máy tính của em cái mic nó bị lỗi chút rồi thành ra em dùng cái điện thoại. ok. Còn nhớ định nghĩa sóng không? Là sự lan truyền của vật chất trong không gian. Phải. Đó là lỗi nặng nhất trong cái bài học về sóng á. Nó là lan truyền dao động nhưng vật chất không lan truyền, Lan truyền dao nhớ động, không? em lộn cái Nó dao là động trong cái vật chất nó là sự lan truyền dao động, đúng rồi, nó là sự lan truyền dao động, nó là sự lan truyền gì nữa nè, pha nè, và nó là sự lan truyền gì nữa nè,
nhớ không? Khi sóng lan truyền đi thì nó mang theo cái gì? Năng lượng. Đúng rồi ha, nó là sự lan truyền dao động, lan truyền pha hoặc lan truyền năng lượng. Và nếu chúng ta chứng minh được rằng là cái mật độ năng lượng điện từ này giảm đi hoặc là thay đổi theo thời gian, nó bằng diversion của một cái vector nào đó, thì cái vector đó nó chính là vector năng lượng, đúng không? Nó từ mật độ năng lượng chuyển ra khỏi cái vùng không gian chúng ta đang khảo sát. Và khi mà cái hướng của vector năng lượng đó được định hình thì đó chính là vector sóng, vector lan truyền sóng, đúng không? Tại vì sóng đi đến đâu thì mang theo năng lượng đến đó. Và chúng ta chứng minh được rằng là năng lượng đó sẽ lan truyền đi theo một cái hướng gì đó với một mật độ năng lượng nào đó. Thì chúng ta hoàn toàn có thể kết luận rằng là cái vector chúng ta vừa tìm được ấy, nó là vector mật độ năng lượng sóng lan truyền đi. Và hướng vector đó chính là hướng của cái sóng lan truyền. Nếu chúng ta có E theo phương X, nếu chúng ta có B theo phương Y, vậy thì sóng sẽ lan truyền theo phương nào? Đó là một trong những câu hỏi rất là quan trọng. Nhưng cái bài giảng tuần sau, tôi định giảng hôm nay, nhưng mà hôm qua tôi phát hiện là tôi chưa nói về cảm ứng điện từ, cho nên thôi tuần sau tôi giảng về cái chuyện đó. Như vậy chúng ta thấy nè, cái giá trị của mật độ năng lượng điện từ và chúng ta vừa tìm được, vừa chứng minh được đối với hai vật lý tưởng, nó chính là một cái giá trị rất thú vị. Lưu ý nha, nó phụ thuộc vào cái gì nè? Nó phụ thuộc chỉ vào trường. Ví dụ nơi đó có điện trường đúng không? Thì nơi đó có hằng số điện mô epsilon là bao nhiêu? Nơi đó là từ trường đúng không? Thì nơi đó có độ tự thẩm mu là bao nhiêu? Và nó phụ thuộc vào gì? Bản thân độ lớn của trường, tức là E và B tương ứng. Như vậy là cái giá trị này nó không phụ thuộc vào việc chúng ta đang khảo sát vật, cái tọa độ điểm nó ở đâu. Bởi vì nếu mà phụ thuộc vào tọa độ điểm thì cực lắm, bởi vì hệ tọa độ, góc tọa độ là chúng ta tự chọn. Cho nên chúng ta nếu mà chứng minh được trong cái phương trình của mật độ này mà nó dính đến tọa độ hay dính đến các yếu tố khác nữa, thì có nghĩa là cái công thức nó sẽ không có dùng một cách phổ quát cho mọi trường, điện trường hay từ trường được. Nhưng mà trong cái bài chứng minh chúng ta chứng minh được rằng là cái giá trị đó là nó chỉ phụ thuộc vào bản thân cái trường đó và độ mạnh yếu của cái trường đó, nghĩa là hết rồi. Nghĩa là cái giá trị này có thể dùng phổ quát. Thì đó là hai cái giá trị chứng minh nó khá là quan trọng trong cái điện trường và từ trường. Thì hôm nay chúng ta sẽ ứng dụng một cái, chúng ta sẽ tính toán một chút ở trên một cái bài toán mà hôm qua định dạy mà sau phát hiện ra là các bạn chưa học về cảm ứng điện từ nên tôi dừng lại ha. Là bài toán về mật độ năng lượng từ trường trong tụ điện. Nghe rất là lạ ha, tại sao từ trường lại ở trong tụ điện? Thì từ nãy đến giờ chúng ta giải là chúng ta đang nói rằng là vẫn là cái tư duy cũ, tức là điện trường thì nằm ở bên trong tụ, mà từ trường thì nằm ở bên trong cuộn. Bây giờ chúng ta thử một cái bài như này nha. Tại sao chúng ta lại có thể có cái kết luận ở phổ thông rằng là từ trường, năng lượng từ trường thì chỉ ở trong trong tụ thôi à? Chúng ta xài thử một bài với điện trước nè. Chúng ta cho một cái tụ điện mắc vào một cái nguồn điện xoay chiều. Điện áp xoay chiều. Vậy thì chuyện gì xảy ra? Vậy thì chuyện gì xảy ra với cái điện trường bên trong tụ điện này? Thì điện trường rất là dễ ha, E bằng U chia D. Và U ở đây là một hàm sin, hàm cos. Vậy điều đó cho thấy rằng là gì? Cái hàm số của E là hàm số phụ thuộc vào T, tức là E biến thiên theo T. Và nếu E biến thiên theo T á, thì chúng ta nhớ phương trình Maxwell. Maxwell Ampere ha. Đó chính là nếu như điện trường E hay là vector D này nè, chúng ta nãy vừa nói xong E chia cho epsilon không nhân với E thì nó chính là D và chứng minh vừa rồi ha. Thì nếu D này thay đổi theo thời gian giữa hai bản tụ điện thì J này là không tồn tại, J là mật độ dòng điện dẫn, nó liên quan đến hạt mang điện chuyển động thật, thì trong tụ điện nó không có hạt mang điện chuyển động hết. Nhưng cái mà nó có là một vector E hoặc là một vector D biến thiên theo thời gian. Vậy nếu như E và biến thiên theo thời gian hay là D biến thiên theo thời gian thì cái mà chúng ta có nó sẽ là một từ trường sinh ra trong cái một cái từ trường sinh ra trong trong cái tụ điện đó. Vector từ trường H, vector B ha, nó đây là một từ trường đều, điện trường đều biến thiên ha. Chúng ta thấy nè, chúng ta bắt đầu từ cái phương trình đó chúng ta sẽ đi tiếp ha. Chúng ta đã chứng minh được rằng là có từ trường. Bây giờ cái chúng ta cần tìm là năng lượng của từ trường. Rồi, nhưng mà chúng ta giải thử ha. Đây.
nha. Thì mà có nè, chúng ta xét một cái đường Ampere song song với hai bản tụ, bao lấy một vùng từ điện trường nào đó, và chúng ta sử dụng cái phương trình Maxwell Faraday luôn. Và chúng ta lưu ý nè, trong cái phương trình xin lỗi, Maxwell Ampere chứ hả, Maxwell Ampere luôn. Và chúng ta lưu ý trong cái phương trình Maxwell Ampere thì G này là mật độ dòng điện dẫn, và trong trường hợp này thì nó bằng không. Nên khi chúng ta triển khai sang đây, chúng ta bắt đây là lưu số của từ trường trong một vòng khép kín thì nó bằng cái gì? Bằng cái vế phải này ha, tích phân của G nhân với DD trên DT cộng với DD trên DT nhân với DS. Thì khi chúng ta chọn cái mặt như thế này rồi thì vector D chúng ta là dọc theo trục, còn vector DS của chúng ta là lấy vương pháp tuyến cũng là theo trục luôn ha. Nên tôi viết độ lớn luôn, cái G là bằng không bỏ này. Hai cái này nhân nhau thì hai cái vector nó trùng phương, tôi bỏ luôn, bỏ được vector nhân trực tiếp luôn. Thì DD trên DT nhân với DS, cái tích phân để tính sao? Thì D chúng ta biết rồi, nó là epsilon nhân epsilon không nhân E. Tôi giải tạm ở đây là không có epsilon nha. Tôi giải tạm ở đây là cái bài toán liên quan đến khối chân không thôi nha. Thì nó là epsilon không nhân E, nó là D, DD trên DT. Mà E thì chúng ta biết rồi, E mà U chia D. Thì chúng ta thế mà thôi. Chúng ta nhìn nè, cái tích phân này là tích phân như thế nào? Vế phải trước nha, tích phân là tích phân như thế nào? Tích phân trên toàn bộ cái mặt. Toàn bộ cái mặt. Và từ trường, điện trường, sẽ nói điện trường ở trong cái lòng của cái tụ điện ấy, là một điện trường đều. Cho nên thực ra cái giá trị DD trên DT ấy, cái giá trị DD trên DT ấy, nhân với DS rồi với tích phân đúng không? Thì cái giá trị DD trên DT tại mọi cái vị trí DS khác nhau tại mọi vị trí DS khác nhau, đây là một cái DS này, đây là một cái DS, đây là một cái DS, cái diện tích S này mà chia thành từng cái DS nhỏ này. Thì cái giá trị này của các bạn thực ra nó là hằng số trong cái tích phân này, thực ra có thể rút ra ngoài làm nhân tử chung được. Thì epsilon ra ngoài là E thì bằng U chia D, và U thì đạo hàm của, thành ra là U chia D thì rút D ra ngoài luôn, còn mới đạo hàm của U thôi đúng không? Đạo hàm của U nè, trừ omega nhân U không nhân sin omega T. Và cái của chúng ta cuối cùng còn là tích phân DS. Thì tích phân DS trên toàn bộ cái diện tích bao bởi cái đường màu đỏ này thì nó là diện tích của cái hình tròn này, thì nó là pi r bình phương. Thực ra cái này nè, nó sẽ là như thế này nè, rút cái con số DD trên DT ra ngoài. Đó. Cái tích phân bên này nè, thì cái này chính là DD trên DT đúng không? Thì trên toàn bộ cái diện tích DS mà chúng ta bị bao bởi cái đường Ampere mà chúng ta chọn đó, thì cái DD trên DT nó vốn là hằng số, bởi vì điện trường ở mọi nơi trong cái tụ điện là bằng nhau. Cho nên nó biến thiên thế nào thì nó biến thiên giống hệt nhau tại mọi nơi. Trên cái tích phân đó tôi rút được cái DD trên DT ra ngoài luôn. Thì đến cái dòng này có ai có thắc mắc gì không nè? Đến cái dòng này có ai có thắc mắc gì không? Các bạn. Nó lại chỗ đó xíu này. Chỗ nào nè? Bạn nào vừa nói ta. Cái rút ra được đó thầy. Cái rút ra được hả? Dạ. Cái tích phân đó là tích phân của DD trên DT nhân DS đúng không? Tích phân ở đâu? Tích phân là toàn bộ cái diện tích mà bao bởi cái đường màu đỏ đúng không? Cái chỗ này em thống nhất không nè? Dạ. Đúng không? Nhưng mà cái DD trên DT nhân DS á, thì cái DD nhân chia DT á, cái giá trị đó giả sử em gọi là như là Y nhân với lại DX thì đúng không? Giả sử cái DD trên DT em gọi là một cái hàm số Y nào đó đúng không? Y nhân DX tích phân. Tưởng tượng được không? Dạ. Nhưng mà tại mọi X á, thì cái Y đó của em là hằng số. Cái chỗ này chấp nhận không nè? Tại mọi cái vị trí trên cái vùng không gian trong tụ điện á, thì có phải chính là cái điện trường là giống nhau hết không? Đúng không? Thì có phải là Y nhân DX mà Y cho em chứng minh là hằng số, thì Y em rút ra ngoài ra còn mỗi tích phân DX không? Đúng không nào? Duy, Huy. Dạ. Hiểu cái này chưa? Cho nên là em tính cái tích phân nó chỉ còn là PR bình phương thôi, tức là cái diện tích của cái hình tròn bao bởi cái đường màu đỏ đó. Chỗ này đồng ý chưa nè? Đến chỗ này còn ai không hiểu nữa không? Được chưa nào? Hello. Gì đâu bên đây? Vậy thì đây là chúng ta mới giải quyết phải ha, còn bên trái nè, H nhân với DL. H nhân DL. Thì về cái tính chất đối xứng ha, chúng ta thấy rằng là cái H nhân DL này nè của chúng ta nó là gì? H của chúng ta nó giống hệt nhau trên cái đường vòng tròn này. Tại sao chúng ta chọn cái đường vòng tròn? Bởi vì tại mọi nơi ha,
cái trục đối xứng với cái trục này, tại mọi nơi đối xứng với cái trục này, thì cái mặt phẳng song song với hai bàn tụ thì nó phải giống hệt nhau. Và h của chúng ta là gì? Là nó sẽ song song với cái nói thế nào cho các bạn, đây là các bạn còn nhớ cái vụ mà đối xứng gương không? Mặt phẳng đối xứng gương không? Các bạn còn nhớ cái mặt phẳng đối xứng gương không? Từ trường sinh ra trên một cái mặt phẳng đối xứng gương của một cái phân bố dòng điện hoặc phân bố điện trường á, nó sẽ có hướng như nào, còn nhớ không? Đây là hai cái bản tụ này. Bản tụ thứ nhất ha. Bản tụ thứ hai này. Hai cái bản tụ này. Hai cái bản tụ ha. Thì cái trục của nó này nè. Thì nếu mà chúng ta đây cái trục của hai bản tụ ha, bản tụ trên bản tụ dưới, vẽ sao cho đẹp rồi, vẽ vậy đi, đẹp xấu gì ha. Thì nếu mà chúng ta lấy một cái mặt bất kỳ đi qua cái trục, một cái mặt đi qua cái trục, rồi nhớ không? Vậy thì nếu chúng ta có một cái mặt đi qua cái trục này thì cái mặt này có phải chính là một cái đối mặt đối xứng gương không? Tất cả những gì có bên này thì đều sẽ có bên này, tất cả những gì điện trường bên này có thì bên này đều có. Đồng ý không? Tưởng tượng được các bạn. Cái mặt đi qua cái trục này nè, trục của đấy, nó sẽ cắt cái mặt tụ ở chỗ này nè. Tưởng tượng được không các bạn? Tưởng tượng được không? Tất cả những gì xảy ra, cái điện trường ở đây, ví dụ như đây dương đây âm ha, điện trên dương dưới âm đi, thì cái điện trường trên này với cái điện trường ở một điểm đối xứng với cái mặt này và ở phía bên này của cái tụ điện nó phải giống hệt nhau không? Còn nhớ cái này không? Còn nhớ cái này không nào? Nhớ. Vậy thì nếu mà trên một cái mặt phẳng đối xứng gương á, thì cái từ trường do cái bố trí dòng điện hay bố trí điện từ này gây ra nó như nào? Giả sử mình xét lại một cái hình tròn ở chỗ này ha. Đây cái hình tròn mà chúng ta khảo sát á, nằm trên trục ha. Đây cái đường Amé của chúng ta đây nè. No field. Tưởng tượng được không? Và nó đang bị cái mặt này nó cắt ra. Đây. Tại điểm này nè. Thì mấy đứa còn nhớ cái từ trường trên cái từ trường mà gây ra như thế này á, trên một cái điểm bất kỳ ở trên cái mặt này nó có hướng như nào không? Nó sẽ hướng vuông góc với mặt, còn nhớ không? Còn nhớ cái này không mấy đứa? Dạ nhớ. Như vậy á, chúng ta thấy nè, từ trường tại mỗi một cái điểm này đều đang vuông góc với mặt, tức là vuông góc cái bán kính này kéo ra nè, nó là kéo cái bán kính này ra nè. Đúng không? Cái bán kính mà ứng với cái đường cắt này nè, thì cái từ trường này là luôn luôn đang vuông góc với cái bán kính này hết. Tức là nói một cách khác á, trên cái hình vẽ mà chúng ta có hồi nãy á, thì từ trường nó luôn luôn là cái tiếp tuyến của cái đường tròn này. Đây, nó vuông góc với bán kính thì nó là tiếp tuyến, là tại mọi nơi chỗ này nè, đều là những cái từ trường vuông góc với tiếp tuyến. Cho nên á, khi mà chúng ta tính cái tích phân H nhân với DL nè, hay là B nhân DL, B chia cho mu vi không ha, nhân với DL nè, thì chúng ta có là H thì nó là phương tiếp tuyến mà DL cũng là phương tiếp tuyến, cho nên là thầy bỏ luôn thành tích phân của H DL thôi, tại vì hai cái này nhân nhau tại mọi nơi nó cái góc của nó đều bằng bằng không, cốt bằng một hết. Mà H tại mọi nơi cái tính đối xứng nó mạnh lắm, cái chỗ này với chỗ này H về độ lớn là bằng nhau nè, đúng không? Tại mọi nơi trên cái đường đối xứng màu đỏ này là H về độ lớn bằng nhau, cho nên là thầy rút H ra khỏi dấu tích phân, thì trong này còn lại tích phân mỗi DL thôi. Tích phân DL thì nó ra là gì? 2πr. Tưởng tượng được không? Đến chỗ này hiểu chưa các bạn? Hello.
Ta quay lại cái hình minh họa chút đi thầy. Hình minh đây. Cái mà chúng ta học ở trong cái đối xứng gương là cái bố trí phân bố dòng điện, mật độ dòng điện đối xứng gương. Ở đây thì chúng ta có cái DD trên DT ấy, nó cũng là một dạng phân bố mật độ dòng điện, chúng ta gọi nó là tương ứng với mật độ dòng điện dịch ấy. Cho nên là chúng ta vẫn có thể sử dụng cái đối xứng gương trong trường hợp này được ha. Đây là cái mật độ dòng điện dịch D, nó có hướng kiểu kiểu như này nữa. Được chưa nào? Được chưa mấy đứa? Còn nếu mà chúng ta cảm thấy khó khăn quá trong cái việc mà sử dụng cái đối xứng á, thì tôi chỉ cho bạn cái này đơn giản hơn nè. Cái biến thiên này, nó biến thiên điện trường bên trong này, nó giống như cái dòng điện thôi chứ có gì đâu. Dòng điện nó đảo chiều thôi, có gì đâu. Biến thiên bên trong này nó giống như cái dòng điện. Dòng điện Y, giả sử chúng ta nói là DD trên DT nó tương đương với mật độ dòng điện đúng không? Thì nó tương đương với một cái dòng điện, mật dòng điện khối đi ha. Thì khi mà dòng điện mà trên một cái sợi dây á, mà nó gây ra từ trường á, thì cái từ trường nó thế nào với lại cái sợi dây, còn nhớ không? Còn nhớ không? Khi một sợi dây có dòng điện chạy qua thì nó gây ra một cái từ trường thế nào tại một điểm nằm bên ngoài sợi dây, còn nhớ không? Mấy đứa, giả sử cái mũi tên xanh này một cái dòng điện này. Giả sử chúng ta có một cái sợi dây dẫn điện này. Đây, cái dây dẫn điện như thế này nè. Thì có phải từ trường mà do cái sợi dây dẫn điện này gây ra, nó có phải chính là tạo thành một cái những cái đường sức từ mà lấy cái sợi dây này làm trục không? À, tại mọi nơi trên cái đường sức đường tại mọi nơi trên cái đường tròn này thì là từ trường nó gì, Chụp tiếng anh thầy. nó vuông góc chứ, nó vuông góc với thanh chứ, nó vuông góc với dây chứ. Đây nè, ví dụ tại mọi nơi chỗ này B nó vuông góc với dây nè. Nó tiếp tuyến của đường tròn, đúng rồi, nó tiếp tuyến đường tròn và nó vuông góc với sợi dây. Tưởng tượng đâu, tưởng tượng đâu các bạn. Yeah. Cái này vẽ bị sai chiều nha. Sợi dây lên trên là bị đúng, vẽ thì vẽ cho đúng luôn nè. Cái dòng điện chạy như này thì cái chiều điện từ chiều từ trường thôi, bàn tay phải ha, lấy ngón tay cái là chỉ theo hướng dòng điện xoay 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 xoay, xoay như này nè. Là nơi tiếp tuyến của nó là từ trường. Vậy cho nên á, cái chỗ này của chúng ta rất là dễ để chúng ta mường tượng đúng không? Bởi bài toán này là bài toán phân bố đều mà. Cho nên là H này tại mọi nơi là bằng nhau về độ lớn nè, đúng không? Nhân với đen L, H với đen L thì luôn luôn cùng hướng tại mọi nơi nè. Đồng ý không? Cho nên tích phân này xuống nó còn là H nhân với tích phân đen L. Mà tích phân đen L nó chính là cái chu vi đường tròn. Hiểu chưa nào? Các bạn. Hello. Được. Bây giờ kết hợp với trái với phải thôi, với phải tính riêng rồi, với trái tính riêng, bây giờ kết hợp với trái với phải. H nhân với 2πr thì bằng với phải nè. Πr bình. Thì từ đó chúng ta tính là H thôi. Đó. Dễ mà ha. Mấy cái này hằng số hết rồi nè. Thì H đó rồi thì B thì bằng gì? B thì bằng mu không nhân với H. B thì bằng mu nhân mu không nhân H. Ở đây chúng ta xét bài toán chân không rồi ha. Mu không nhân H. Nhân vô thôi. Đó. Nhân vô thì được cái phương trình dưới này. Đồng ý không? À, mà chúng ta vừa nói nãy đó, mật độ năng lượng từ trường thì nó bằng là 1 phần 2 B nhân H, hoặc là 1 phần 2 B bình phương chia cho mu nhân mu không, tùy các bạn dùng cái nào. Các bạn dùng, tôi dùng B nhân H được, giới thiệu các bạn một lần cho biết. H đây, B đây. À, dấu trừ nhân vô mất, còn lại sin bình. Cái này nó hoàn toàn chỉ là nhân lại thôi. Bài toán học sinh giỏi lớp lớp 6 hả? Lớp 6, lớp 7 gì nó cũng không biết học cái này hả? Thì cái toàn bộ năng lượng từ trường chứa bên trong tụ thì chúng ta nhân lại rho nhân dV. À, mà có điều chúng ta nhìn đây chúng ta thấy rho nó thay đổi theo R nè. Thấy không? À, rho thay đổi theo R. Đồng ý không?
thì chúng ta làm sao để tính được cái ET này, thì nó tích phân nó theo R thôi. Nhớ viết cái DV nha. Muốn tính cái DV thì chúng ta tính sao? Đây nè, chúng ta xét một cái mặt trụ, đúng không? Còn không chúng ta tính nè, muốn tính cái DV này dễ lắm mà. Muốn tính cái DV này chúng ta viết đại cái hình trụ đi, xét cái hình trụ như này từ 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 trên xuống dưới nè, từ cái trực dương xuống cực âm đó, thì cái hình trụ như vậy á. À, thì đừng đừng ấy này, thì V nó bằng gì? À, lần trước tôi chỉ các bạn cái tính tính cái tính này nữa ha. V nè thì bằng là S này, nhân D là D là khoảng cách giữa hai bàn tụ ha. À, khoảng cách giữa hai bàn tụ mà S này là cái diện tích mà ứng với một cái mặt trụ là có cái cạnh có cái diện tích đáy là R này, này ứng với cái đường tròn R này, này. À, thì nó bằng cái gì ha? Bằng P nhân với là R này. Bình này. Nhân với D. Từ đó suy ra DV này. Bằng đạo hàm theo R, bởi cái DV thay đổi theo R thì nó bằng là 2 lần P này. Nhân với R này. Nhân với DR này. Nhân với D. Cái D kia là chiều cao, còn DR là cái vi phần của DR nhé. Nó lâu lâu nó cũng hay bị lộn xộn này. Đó, thì các bạn có cái công thức DV này. Cái cách tính, thực ra nó DV là như thế này nè các bạn. Cái cách mà người ta vẽ cái hình ra thì như thế này nè. Đó, từ bên trái sang bên phải xét một cái mặt trụ rỗng với cái bề dày là DR. À, tính cái thể tích giới hạn trong cái phần dày, phần cùi của cái hình trụ rỗng này. À, thì cái mật độ từ trường á, nó không phải hằng số bởi vì nó là tùy thuộc R nó, các bạn thấy không? R càng xa trục á, thì cái mật độ này càng cao. Vậy làm sao để tính được cái toàn bộ năng lượng chứa ở bên trong cái này, thì các bạn chỉ đơn giản là các bạn lấy rho nhân dv thôi, và cái dv các bạn thì các bạn biến đổi một tí để có công thức dv cho nó phù hợp. Ở bên kia sang có ha. Đây đây nè, dv tôi thấy vào đây luôn. Thì nguyên cái đống này là hằng số đưa ra ngoài hết rồi ha, thì tích phân từ 0 đến R của cái dv này. DV tôi thấy vào đây luôn hả? D này là chiều 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 khoảng cách giữa hai bàn tụ nha, đừng có lộn nha. Cái D là khoảng cách hai bàn tụ. Còn cái DR này là cái vi phân của R. Cái này là tôi đang gợi ý các bạn tính cái E max nha, bởi vì ở đây nó có cái sin omega bình t ấy. Nếu mà chúng ta tích phân lên toàn bộ bỏ sin bình nha. Chúng ta thấy nó ra một cái kết quả là các bạn về nhà kiểm tra lại nhé. Lúc làm này tôi soạn nhiều khi nó cũng có một chút sai sót ở đây, các bạn kiểm tra lại xem là cái kết quả này nó có đúng hay không về mặt toán học. Đợi xíu tôi cho cái hình này. Nhưng mà nó có một cái ý ở chỗ này, các bạn lưu ý giùm tôi này. Đây á, nhắc lại một lần nữa là năng lượng của từ trường trong tụ, cái thứ mà từ trước giờ chả bao giờ chúng ta nhắc tới nói. Cái thứ mà chả bao giờ chúng ta nhắc tới nói. Vậy thì phải có lý do để người ta đã chưa từng nhắc đến nó. Thì mình cũng không quan tâm mấy cái thứ này là gì, mấy con số này cơ bản là hữu hạn. U0 cơ bản là hữu hạn, cường độ tức là biên độ của hiệu điện thế cơ bản là hữu hạn. R này là đường bán kính thật của một cái bản tụ này, cơ bản nó cũng là hữu hạn. Omega bình này thì cũng vài trăm bình phương nên là cùng gì. Nhưng cái quan trọng là ở đây nó tách ra thành một cái epsilon không, thành một cái epsilon không mà đem nhân với epsilon không nhân mu không. Thì lần trước thầy có nói mấy đứa rồi đó, epsilon không nhân mu không lấy nghịch đảo sau đó căn ra thì bằng chính là gì? C và tốc ánh sáng, còn nhớ cái đó không? Mấy đứa còn nhớ cái đó không? À, còn không mấy đứa không không nhớ cái đó cũng được, mấy đứa thế luôn epsilon không với mu không rồi. Epsilon không nó là tương ứng với 10 lũ trừ trừ 9 đúng không? À, mu không tương ứng với 10 mũ trừ trừ 7 đúng không? Các bạn nhầm 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 trừ 9 bình phương là trừ 18 cộng với nhân với lại trừ 7 nữa, 10 mũ trừ 7 nữa là trừ 25 mà. Còn thấy không? Cái giá trị ở chỗ nó rất là nhỏ, 10 lũ trừ trừ 25 cả cái đống kia nó có bù lại chăng nữa. Kể cả cái đống này nó có bù lại chăng nữa thì nó không thể nào cover nổi cái 10 lũy thừa trừ 25. 10 lũy thừa trừ 25 là bao nhiêu các bạn biết không? 10 lũy thừa trừ 25 là tính là chục triệu tỷ tỷ, một phần chục triệu tỷ tỷ. Các bạn có lấy cái đống kia hiệu điện thế các bạn tăng lên 100 V bình phương chỉ là 10 lũy thừa 4, bán kính của tụ không thể lớn được rồi, có vài mi à. Omega là cái tần số cùng lắm thì cũng 500 hạt, 600 hạt, 1000 hạt, 2000 hạt,
thậm chí là megahertz luôn, chấp megahertz luôn, mega radian trên dây tương đương với tần số là megahertz. Thì các bạn có làm như vậy chăng nữa thì các bạn có bình phương lên chỉ là 10 lũy thừa 12 mà ông nội kia, riêng hai ông nội epsilon không bình phương nhân vi không bình phương thì nó đã cover cho các bạn là 10 lũy thừa -25, đúng không nhỉ? Đúng các bạn, đúng không? Hello. Đúng không nè mấy đứa? Hình như trừ 32 á thầy. Ờ thì trừ bao nhiêu không biết nhưng mà trừ nhỏ lắm. Đúng không? Trừ bao nhiêu thì mình cũng chưa biết nhưng mà nó trừ nhỏ lắm. Vậy chứng tỏ chúng ta thấy nè, cái giá trị năng lượng từ trường chứa trong tủ nó không đáng kể. Đúng không? Nó không đáng kể. Đồng ý không? À, thì đó chính là lý do mà người ta không không có nhắc đến cái năng lượng từ trường trong tụ trong các bài toán phổ thông chúng ta. À, nhưng cái ý nghĩa của vật lý câu chuyện này nó khác nha mấy đứa. Trong vật lý rất nhỏ nó khác với bằng không. Ví dụ như một cái vật đạt đến trạng thái siêu dẫn là điện trở bằng không chứ không phải điện trở gần bằng không. Ví dụ như điện trở là 1/10 triệu ohm, các bạn nghĩ nó nhỏ lắm rồi, đúng không? Nhỏ lắm, 1/10 triệu ohm có đáng đâu thầy. Không, 1/10 triệu ohm nó vẫn là 1/10 triệu ohm, nhưng số 0 là số 0, hai câu chuyện khác nhau. Nên trong rất nhiều cái mà sau này các bạn học đi xa hơn nữa về, ví dụ này, mấy một bữa các bạn có thể học đến vật lý lượng tử, vật lý chất rắn, đặc biệt là vật lý chất rắn nếu các bạn học vào cái ngành đó, thì chúng ta phát hiện ra là ở cái nhiệt độ phòng hay nhiệt độ bình thường của chúng ta này, việc một cái vật nóng lên hay nguội đi nó cần bao nhiêu nhiệt lượng liên quan đến cái khái niệm nhiệt chung riêng rồi nhớ không? Thì các bạn phát hiện ra là nó sẽ liên quan đến cái nhiệt lượng cung cấp để làm cho các cái nguyên tử của vật chất tại những nút mạng nó dao động. Người ta sẽ quy về bài toán dao động. Thì trong một cái khối vật chất, giả sử khối vật chất rắn đấy ha, thì nó có những cái yếu tố gì có thể tạo ra hoặc là mất mát đi cái năng lượng của hệ hay là cái nội năng của hệ. Mỗi một nguyên tử nằm ở nút mạng nó sẽ rung động, mà các bạn biết rồi, dao động thì nó cần năng lượng. Và chúng ta muốn nó nóng lên, chúng ta biết là khi một vật nóng lên thì các phân tử nguyên tử của nó hoặc là hồi chuyển động hỗn loạn nhanh hơn hoặc là rung động nhanh hơn. Thì khi mà chúng ta làm cho một vật nóng lên á, các bạn cần bao nhiêu năng lượng thì cái năng lượng đi đâu? Cái năng lượng chính là truyền cho những cái dao động của nút mạng nguyên tử. Thì còn cái gì ở trong cái đối tượng này nữa? Còn electron nữa chi? Mình đang nói đến nút mạng nguyên tử là mình nói đến cái nguyên tử, phần lớn nguyên tử thì nó liên quan đến khối lượng hạt nhân. Nhưng mà còn cái hạt rất là nhẹ đó chị, electron, electron nó đâu có rung động đâu. Trong kim loại electron nó chạy tự do mà. À. Vậy thì cái phần năng lượng phải cung cấp cho electron sao người ta không tính? Tại nó nhỏ quá. Ở cái thời điểm mà người ta khảo sát là nhiệt độ phòng thì cái rung động của cái nguyên tử nó mạnh và nó mang cái năng lượng hơn, lớn hơn rất là nhiều. Nhỏ quá, không cần khảo sát tới. Nhưng mà khi đưa một cái đối tượng của chúng ta về cái nhiệt độ rất lạnh, khoảng 2 độ K, -271 độ C, đến lúc đó tất cả những cái phân tử nguyên tử nó đã không còn rung động nhiều nữa, cái năng lượng rung động của nó không đáng kể nữa. Đến lúc đó cái năng lượng đóng góp, cái phần đóng góp của cái năng lượng chuyển động electron nó trở nên rất là nhiều. Thì nói nôm na cho các bạn giống như vậy, đầu tháng bố mẹ cho các bạn 3 triệu, 5 triệu gì đó để tiêu, thì đầu tháng các bạn không có quan tâm đến chuyện là một cái gói mì hảo hảo khác giá so với một gói mì ba miếng là mấy đồng, đúng không? Cái chênh lệch giá nó không đáng kể bởi vì các bạn trà sữa đồ, lẩu đồ, chân gà nướng đồ, đối với các bạn cái giá trị nhỏ chênh lệch giữa hai cái gói hảo hảo với lại gói ba miếng nó không đáng để các bạn quan tâm. Nhưng mà đến ngày khoảng 29-30 cuối tháng bố mẹ chưa gửi tiền thì đến lúc đó cái chênh lệch vài trăm đồng đó, 3.500 cho một gói mì hảo hảo và 3.000, ví dụ như 3.800 cho một gói mì ba miền, chênh nhau đến tận gần 10% đó. Mua 10 gói mì ba miền là có thể mua được 11 gói mì hảo hảo giúp cho các bạn sống được thêm một bữa trưa nữa rồi. Ví dụ vậy. À, tức là khi mà chúng ta đạt đến một cái giá trị, một cái đại lượng, một cái trường hợp mà ở đó cái sự nhỏ bé mà chúng ta đang nói tới ở đây nó bắt đầu chiếm thành phần cũng khá khá quan trọng. Đến lúc đó các bạn mới thấy là cái việc tính toán này, cái giá trị tính toán này nó khá quan trọng.
Ngày hôm nay các bạn tính ra được rồi và các bạn phát hiện ra giá trị nhỏ lắm, không đáng kể. Và đó chính là lý do tại sao ở phổ thông chẳng ai nhắc đến cái giá trị năng lượng từ trong tụ. Bây giờ năng lượng điện trong cuộn thì sao? Xem thử một cái bài ha, tương tự như vậy. Đây. Bài này thì nó tính bước trước của cái bài đó. Cho một ống solenoid thẳng dài có mật độ là n vòng trên một đơn vị chiều dài, đây là nhỏ ha. Bán kính của tiết diện là r lớn. Đây chúng ta xét cái vòng tròn vàng này. Cho dòng điện ở cường độ y bằng y không cos omega t chạy qua ống dây, cho e không là hằng số điện, mi không là hằng số từ, tìm mật độ dòng điện dịch tại cách trục ống dây một khoảng bao nhiêu đó. Vậy thì mật độ dòng điện dịch tính sao? Thì khi người ta hỏi á, thì các bạn phải biết chắc chắn rằng các bạn đang nói, người ta đang hỏi cái gì. Ví dụ người ta hỏi là mật độ dòng điện dịch, thì các bạn ít ra thì các bạn cũng phải nhớ ở mật độ dòng điện dịch nó là cái gì. Nhớ là mật độ dòng điện dịch nó là cái gì? Ai nhớ? D chỉ định tệ. Là đạo hàm của vector cảm ứng điện theo thời gian. Tức là các bạn phải tìm được biểu thức của D. D ở đây là vector D ha. Và các bạn lấy đạo hàm của nó theo thời gian. Thì cái bài này á, người ta khảo sát hai điểm, một điểm bên trong, một điểm bên ngoài cuộn dây. Đây, cuộn dây của chúng ta là vòng tròn vàng này. Thì bây giờ chúng ta xét lại một cái điểm M bên trong cuộn dây này ha. Xét lại một cái điểm M bên trong cuộn dây. Thì chúng ta cần phải tính được vector D ở đây tại M. Sau chúng ta đạo hàm, chúng ta tìm được là mật độ dòng điện dịch. Thì từ trường ở bên trong một cái cuộn dây á, thì chúng ta biết rồi. D nó bằng là mu nhân mu không nhân N nhân Y. Và cái trục cuộn dây chúng ta gọi là trục Z ha. Trục dọc theo cái trục cuộn dây gọi là trục Z ha. Thì phương trình vector thì nó biết như vậy. Độ lớn thì mu nhân mu không nhân N nhân Y. Ở đây chúng ta xét cái cuộn dây chân không thì không có mu. Mà Y của chúng ta là một phương trình cosin. Đúng không? Như vậy chúng ta sử dụng cái phương trình Maxwell Faraday ha. Giải tích phân á, Maxwell Faraday giải tích phân là phương trình mà liên quan đến số điện động cảm ứng đây nè. E nhân DL bằng trừ D trên DB, T trên DT của B nhân DS. Thì mà xét cũng tương tự như vậy ha, bài toán này cũng có tính đối xứng mạnh. Nên các bạn xét một cái vòng tròn đồng trục. Xét một cái vòng tròn đồng trục với cuộn dây đi qua điểm M. Thì tất cả những cái điểm mà tất cả những cái điểm gọi là điểm gì đó, điểm M trên cái vòng tròn này là giống hệt M mà chúng ta khảo sát ở thứ nhất này. E trên này nó hướng như thế nào? E trên này nó hướng như thế nào các bạn? Về nhà suy nghĩ nha, cách lý luận nó giống như cái cách lý luận của cái B ở trong trường hợp kia đó. Đó chính là nó theo hướng tiếp tuyến của vòng tròn. Theo hướng tiếp tuyến của vòng tròn. Tưởng tượng được không? Cho nên á, nó làm tương tự thôi à. Vế phải này nè. E với DL là luôn luôn cùng phương, cùng chiều với nhau á. Cho nên là khi mà các bạn tích phân này nè, thì các bạn bỏ cái cốt luôn, cốt bằng 1 thôi. Mà E tại mọi nơi về độ lớn nó bằng nhau, rút E ra khỏi gì? Tích phân, còn lại tích phân DL thì nó còn lại là 2πr. Cái vế trái nó rất là đơn giản. Còn vế phải nè, trừ của DD trên D trên DT của B nhân DS, B đâu? Thì toàn bộ các bạn thấy nè, toàn bộ cái diện tích này tương tự như nãy là từ trường bên trong này là từ trường đều đúng không? Từ trường trong cái cuộn màu vàng này là từ trường đều. Thì B tại mọi nơi trên DS là giống hệt nhau. B nhân S một lần nữa nha, hai cái vector này nó cùng phương cùng chiều, cho nên chúng ta viết lại thành là B nhân DS thôi, độ lớn. Mà B tại mọi nơi trên DS là giống nhau, rút B ra ngoài. Rút B ra ngoài, rút B ra khỏi dấu tích phân nha, lại lấy đạo hàm cho T. Còn là tích phân DS thôi. Tích phân DS thì nó thành là PR bình phương. Còn B đâu? B là đây nè. Đó. Nhân cái này với cái này. Xong rồi mang đạo hàm theo T. Thì đạo hàm theo T thì cốt nó làm ra trừ sin thêm dấu trừ thế thành là mất rồi. Thành mu không là omega n nhân y không nhân sin nhân PR bình phương. Thì cái này lý luận nó giống như tương tự như cái bài trước trong cái tụ điện đó. Đến chỗ này các bạn có hiểu không nào? Đến chỗ này các bạn hiểu không nào? Hello. Cái phần lập luận cái E nó vuông góc với
nó tiếp tiến với cái kia, mình bắt bắt nguồn từ cái công thức nào vậy? Hả? Ý là lập luận cái e nó vuông góc với cái quỹ đạo mình đang xét đó thầy. Ừ. Cái đó mình lập luận đi từ đâu thầy? Faraday. Faraday á. Em lập luận đi từ Faraday đây đi ra thôi chứ có gì đâu. Có hai cái lập luận bài toán này. Cái lập luận thứ nhất là dùng cái số điện đầu cảm ứng á. À. Cái thứ hai á là các bạn dùng cái phương trình vi phân của Maxwell Faraday, phương trình này nè. Đâu nè. Phương trình thứ ba phải không thầy? Phương trình thứ ba Maxwell Faraday á, phương trình rho deep á. Các bạn còn nhớ cái giá trị của cái rho e này nè. Nó sẽ ra một cái giá trị gì không? Rho e. Nó sẽ ra một cái vector vuông góc với e, bởi vì bản chất của nó là vector, vector gì? Vector nhân vector có hướng đúng không? Tưởng tượng được không? Cái giá trị của rho e á, bản chất của nó sẽ ra một vector vuông góc với e, bởi vì bản chất của phép toán rho á là lấy một vector nhân có hướng một vector khác. Đồng ý không? Thì cái tích này có phải chính là vuông góc với cả hai vector này không? Đồng ý không? Đồng ý. À, mà cái vector vuông góc với vector e thì nó lại cùng chiều với sự biến thiên của db. Mà db của chúng ta là theo một trục, b theo trục này, chỉ có theo trục này thôi. Thì cái db nó cũng chỉ theo trục này thôi đúng không? À, thì cái rốt của e nó sẽ như thế này tại mọi nơi đúng không? Mà rốt e muốn như thế này tại mọi nơi á, thì bản thân thằng e nó phải vuông góc với, tại vì rốt e là vuông góc với e, mà rốt e thì lại song song với b, tức là e nó vuông góc với cái b này đúng không? Tưởng tượng được không? Vuông góc tại mọi nơi luôn. À, tưởng tượng được không mấy đứa? Tức là b này nè, nó sẽ nằm trên mặt phẳng vuông góc với cái mặt phẳng mà chúng ta vừa khảo sát á. À, vuông góc tại mọi điểm. Còn muốn kỹ hơn thì thấy mấy cái đại lượng tọa độ là các bạn sẽ chứng minh được e nó sẽ vuông góc với cái bán kính nối ra. Tưởng tượng được các bạn? Tưởng tượng được không nào? Còn xét về chiều sao thì nó ngược chiều của mình. Xét về chiều thì chúng ta chọn đại một chiều để tích phân mà. Thì chúng ta chọn luôn cái chiều DL này với chiều của E trùng chiều với nhau đi. B biến thiên theo chiều này đúng không? DB theo DT biến thiên theo chiều này đúng không? Thì chúng ta chọn cái chiều E, chiều DL của chúng ta là cùng chiều với E để chúng ta tích phân. Tưởng tượng được không? Cái chiều của DL là chúng ta chọn mà. Hello. Được chưa nào? Như vậy từ đây chúng ta tính được E luôn ha. Chia qua thôi, đúng không? Thì có E rồi thì có D, D thì bằng epsilon 0 nhân E. À. Như vậy nếu chúng ta muốn tính mật độ điện trường trong cuộn thì 1 phần 2 E nhân D, lấy cái này nhân với nhau, chia đôi ra. Đúng không? Và chúng ta tính được cái cường độ điện, mật độ năng lượng điện ở bên trong tụ cuộn luôn. Và nó rất là nhỏ, nó cũng lại liên quan đến epsilon 0 nhân mu 0. Trên này có một cái mu 0 nữa. Thấy không? Và chúng ta sẽ chứng minh được rằng là nó sẽ gì? Nó sẽ rất là nhỏ. Nhưng mà cái quan trọng là bài toán này của chúng ta là tính mật độ dòng điện dịch. Cho nên D là mật độ dòng điện dịch. Này. Thì đây là điểm bên trong. Cái điểm bên trong này á, thì mật độ dòng điện dịch G liên quan đến DD trên DT đúng không? Thì G này của chúng ta là tỷ lệ với R theo tuyến tính. Epsilon 0, mu 0 là hằng số, omega bình là hằng số, n là nhỏ là hằng số, y 0 là hằng số, 2 nè. Thì nó tỷ lệ nghịch với, tỷ lệ thuận với lại R, tức là cái biên độ của cái mật độ dòng điện dịch. Dòng điện dịch là một dòng tuần hoàn, dòng điều hòa. Và mật độ của nó thì nó, độ lớn của biên độ nó phụ thuộc vào cái R này, tuyến tính. Từ trong ra ngoài. Còn ở ngoài thì sao? Nếu mà xét một điểm M nằm bên ngoài, làm tương tự ha, chúng ta cũng chọn một cái đường lấy cái trục của ống dây làm trục đúng không? Thì tất cả cái bài toán này viết là y chang, có điều như này nè, có một điều duy nhất như này thôi. Đó là cái tích phân bên phía phải nè, mình lưu ý ha. Cái tích phân này của bạn á là các bạn đang tích phân ở bên trong.
Nhưng khi các bạn ra đến bên ngoài á, thì cái tích phân này là theo DS đúng không? Thì các bạn chỉ có thể lấy được tối đa là đến cái vòng tròn thôi, đến cái cuộn thôi, đến cái bề mặt của cuộn thôi. Chứ còn ra ngoài này nữa thì đâu có từ trường. À, cho nên cái tích phân của các bạn này là nó lấy từ đâu? Lấy từ không nên là lớn. À, cho nên cái thay vì pi r bình phương á, thì đối với mặt bên một điểm bên ngoài mặt của cái cuộn á, thì thay bằng pi r lớn bình phương. À, ngay cái phương trình đầu tiên này là bên bế phải á, thay vì pi r bình phương thì nó là pi r lớn bình phương. À, cho nên mật độ dòng điện dịch của một điểm bên ngoài á, thì nó giải một hồi cho nó ra là tỷ lệ nghịch với r, tức là khi r lớn hơn r lớn. À, khi r nằm bên ngoài của vật của cuộn thì mật độ dòng điện dịch là giảm theo exponent, là giảm theo gọi là gì đó, một chia cho r ha. Còn cái này là ở trong thì nó tăng theo r, nhưng nếu mà vẽ một cái đồ thị thì nó sẽ làm cái đồ thị như vậy. À, từ trong ra ngoài thì tăng tuyến tính, từ ngoài ra thì nó à, chỗ này chỉ là bán kính của cái cuộn của chúng ta. À, từ tâm là không, r bằng không là không. À, mật độ dòng điện dịch của chúng ta đây một đường thẳng nha, thẳng tuyến tính nha, thẳng đi lên, sau đó là cong ra ngoài, à, tiến về bằng không ở một cục. Thì mật độ năng lượng điện trong này cũng vậy thôi, 1/2 e nhân d, có e có d, các bạn muốn tính thì các bạn về nhà các bạn tính thử ha. À, các bạn cũng sẽ rất dễ dàng nhận ra rằng là nó cũng rất là nhỏ so với mật độ năng lượng từ trường. Nếu các bạn mang cái phương trình của năng lượng từ trường ra các bạn tính. Nếu mình có thể tính được cái cường độ dòng điện dịch không mình? Mật độ dòng điện dịch em có này nè. Thì em muốn tính cường độ thì em nhân diện tích thì thôi. Em nhân với lại là DS thôi. Đúng không? Mật độ này của em thay đổi từ trong ra ngoài đúng không? Thì em muốn tổng tính tổng dòng điện dịch luôn đó đúng không? Thì em gì? Em nhân với DS. Ở đây DS thì nó là 2πr nhân dr đó. Tưởng tượng được không? Em tích phân từ trong này, em tích phân ra ngoài này thôi. Có g là mật độ đúng không? Mật độ này thay đổi theo R đúng không? Thì có phải cái mật độ này là các em xét một cái lớp, có cái bán kính là DR. Tưởng tượng được không? Có một cái bán kính là DR đây nè. Có cái bề dày chứ, bề dày chỗ bán kính là DR. À, chỗ này nè. Từ cái mép xanh này ra đến cái mép xanh này nè. Các bạn tính cái diện tích này nè. Xong các bạn nhân với lại mật độ, xong các bạn mang tích phân từ 0 đến R lớn. Là các bạn tính được cường độ thôi. Có mật độ tính cường độ thì vậy là đơn giản là lấy mật độ đem nhân với đơn vị diện tích, sau đó là tích phân lên thôi, hiểu không? Bạn đang vừa hỏi á, vậy cái phương nó dẫn điện, nó cũng giống như cái dòng điện dẫn vậy? Đây đâu có dòng điện dẫn đâu, đây chỉ có dòng điện dịch thôi. Muốn có dòng điện dẫn là phải có cái hạt mang điện chuyển động, và trong cái trường hợp này á, ở bên trong này của em là không có hạt mang điện chuyển động hết. Chỉ có trên cái mặt trụ này là có cái dòng điện chạy theo sợi dây thôi, đâu liên quan đến câu chuyện này đâu, đúng không? Bên trong lòng của cuộn cảm thì làm gì có một cái điện tích nào ở trong đó tồn tại chạy mà có dẫn, chỉ có dịch thôi, không có dẫn. Ý em nói là cái dẫn nó trên cái cuộn dây á. À sao? Thì cái hướng dẫn của cái dòng điện, cái hướng đi của cái dòng điện dịch này nó có giống với cái dòng điện dẫn ở trên cái cuộn dây không? Không. Dòng điện dẫn, tức cái hướng đi của dòng điện dịch á, là nó đến từ cái gì? Hướng đi của cái dòng điện dịch đúng không? Thì nó đến từ cái hướng của vector DE hoặc là vector DD. Tức là ví dụ E chạy từ trái sang phải, nhưng mà E tăng thì là DE theo hướng từ trái sang phải. Tưởng tượng được không? Hay là D từ hướng từ trái sang phải mà D tăng, tức là DD thì nó hướng từ trái sang phải. Còn nếu D giảm là DD hướng từ phải sang trái. Cho nên không liên quan. Và trong cái trường hợp này của bọn em là cái mật độ dòng điện dịch nó tồn tại ở đâu? Nó đâu có tồn tại dọc sau trục đâu. À. Được không? Được. À. Nó không có tồn tại dọc sau trục nha, quên mất. Nãy em hỏi cường độ mà thầy tính theo kiểu mật độ diện tích này là sai nè. À. Tính theo kiểu khác. Tính theo được, nhưng mà nên nhớ là cái dòng điện chúng ta không có dọc sau trục mà nó đang xoay vòng tròn. Nhưng mà đây cái khái niệm dòng điện dịch thì nó không có đo được, các bạn không có đo được bằng ampere, không nên nói cái khái niệm về cường độ, nó là một giá trị thay thế thôi. Rồi, có ai có thắc mắc gì nữa không, chỗ này nữa không nè?
Hello. À, cái bài trước, cái bài mà từ trường bên trong tụ điện này, À. nếu hai cái mảng tụ nó không phải là hình tròn thì cái DV nó À. bị thay đổi như Đúng đúng đúng, hai bản tụ mà không hình tròn thì cái bài toán này nó đâu có đối xứng theo kiểu hình tròn đâu. Cơ bản là không giải được. Cơ bản là các bạn phải phải đưa vào đó các cái điều kiện biên. Điều kiện cạnh cái điều kiện biên á. Tại vì cái mà chúng ta đang xem xét ở đây là một cái đường Ampere có tính đối xứng là hình 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 tròn đúng không? À. Chứ chúng ta không có làm được đối với cái bài toán mà hai bản tụ nó hình khác hình tròn nha. Được chưa? rồi. À, những cái bài trong sách sách đại trà nó cũng có những cái bài tương tự như cái bài vừa rồi chúng ta làm ha. Một tụ điện phẳng không khí có tụ hình tròn bán kính 6 cm, bây giờ chúng ta thấy số ha. Mật độ dòng điện dịch trong miền giữa hai bản tụ và là đồng đều và bằng 10 A trên mét vuông tại khoảng cách 2 cm so với trục đối xứng thì vector cảm ứng từ có độ lớn là bao nhiêu. Bài toán mà chúng ta có thể áp dụng ngay lập tức được ha. Trong cái này là cái bài thi giữa kỳ của lớp đại trà học kỳ 192. 192 là học kỳ nào ta? Này là 212 hả? 192 chắc cái này 2 năm. Ví dụ câu số 7 nè, nó từng tồn tại trong thi giữa kỳ của đúng rồi, của giữa kỳ học kỳ 2 của cái học kỳ 912 hả? Tức là khóa 19 hả? 2019 hả? Đó, cái bài tương tự nè, một tụ điện phẳng không khí có bản tụ hình tròn bán kính 6 cm. Mật độ dòng điện dịch trong miền giữa hai bản tụ là đồng đều tại khoảng cách 2 cm so với trục đối xứng miền này thì vector cảm ứng từ có độ lớn là bao nhiêu. Đấy, chúng ta cũng làm giống tương tự ha, bắt đầu từ cái việc là sử dụng định lý Ampere, Maxwell Ampere thì chúng ta cũng tính ra được cái mật độ dòng điện dịch cỡ biểu thức nó là như thế nào, và từ đó chúng ta suy ra được cái vector H giá trị là bao nhiêu. Thì cũng là có cái giá trị của vector H thì chúng ta sẽ có giá trị của vector B. B bằng V không nhân H thì cái chúng ta có là một số rất là bé, có 125,6 nano Tesla. Thực ra thì nano Tesla nó không thực sự là bé nha, nano Tesla cũng ở một góc độ nào đó cũng chỉ bé hơn khoảng 1.000 lần so với từ trường trái đất thôi. Trong một số cái hệ thì người ta vẫn dùng cái từ trường nhỏ xíu như này để tương tác. Thì cái bài giải này nó y chang như cách mà chúng ta đây là dd trên dt, bạn thấy luôn vào phương trình tích phân này. Nó chỉ là 10 nhân A, 10A, 10 A bình trên mét bình phương. Bạn thế vô và tích phân lên. Thì thành 10 là nhân pi với R bình phương. R ở đây người ta cho là 2 cm. Đây, cái điểm mà chúng ta khảo sát thì điểm cách 2 cm. Cái R nó 2 cm là 0,02 tất cả bình. Thì các bạn thế vô cái phương trình H ở trên này tích phân với trái. Vậy cái hình này là đối xứng. Chúng ta cũng có H2 pi R. R này là 0,02. Đấy, thì các bạn sẽ tính ra được H. À. Sau các bạn tính được H rồi các bạn tính được B. Nano Tesla. Nhiều bạn đi thi trong công thức người ta hỏi, trong đề thi người ta hỏi câu rất đơn giản. Đơn vị của H là gì? Vị của H là gì? Vậy mà nhiều bạn không trả lời được. Không biết nó là ampere trên mét luôn. Thì nếu các bạn không nhớ thì chỉ các bạn tìm. Đây nè. H nhân với DL thì bên này là đơn vị của H nhân mét, đơn vị của H nhân mét đúng không? Còn bên này là mật độ nhân diện tích, mật độ dòng điện nhân diện tích thì nó ra dòng điện. Thì bên này là đơn vị là ampere. Đơn vị của H nhân mét thì bằng đơn vị là ampere. Như vậy đơn vị của H chính là bằng ampere chia mét. Đi thi có những câu lý thuyết nó rất là đơn giản là đơn vị của H là gì, thế mà không biết. Đơn vị của D lớn là gì? Vector cảm ứng điện là gì? Đấy, kiểu vậy. Thì cái bài này là cái bài mà chúng ta áp dụng cái kết quả mà chúng ta vừa vừa chứng minh ở trên xong để chúng ta làm. Lưu ý là người ta đã cho thẳng luôn là mật độ dòng điện dịch là bao nhiêu rồi, thì mật độ dòng điện dịch là nằm ngay trong cái, nó chính là cái giá trị của dd trên dt và nó là hằng số 10. Thì câu 8 nó cũng tương tự ha. Một ống dây solenoid nè, cái đề cũng là đề giữa kỳ đó, một ống dây solenoid 100 vòng chiều dài 10 cm thì với 100 vòng mà chiều dài của cái ống là 10 cm, các bạn phải tính ngay lập tức được n nhỏ nha. N nhỏ là bằng 100 chia cho 0,1 là 1.000. 0,1 tại vì 10 cm là 0,1 m, và n nhỏ là mật độ số vòng trên một đơn vị chiều dài.
Bán kính 2 cm là đặt trong không khí nè, cho dòng điện có cường độ từ đây chạy qua ống dây nè, tìm mật độ dòng điện dịch cực đại tại điểm cách cục ống tây 1 cm, thì nó tương tự vậy thôi ha, tương tự như vậy thôi. Thì bạn tính ra được cái biểu thức của cái D nè, làm y chang được ha, xét một cái vòng là vòng khép kín như này ha, tích phân E nhân DL dùng Faraday, Maxwell Faraday. E trên L thì bằng trừ DB trên DT, trừ B trừ D trên DT của B trên DS. Và B của chúng ta đây là cái ống solenoid, cho nên thực ra B ở tại mọi cái DS bằng nhau nè, thì chúng ta có thể rút cái B này ra khỏi dấu tích phân được nè. Trong này còn mỗi tích phân DS rồi. Tích phân DS bằng PR bình phương, đạo hàm theo T thì chỉ có thằng này có T thôi. Đạo hàm mà ra thành là hàm sin như này. Làm y chang như trước ha, chứng minh y chang như trước. Thì vế trái này cũng là E nè, nhân 2pi nè, nhân R nè, bằng cái vế phải nè. Hay nói đúng hơn, trong cái bài toán trước chúng ta tính được D rồi đó. D nó bằng epsilon 0 nhân E ha. Và G dịch thì nó bằng là DD trên DT. Thì lấy cái biểu thức E nè, nhân thêm một epsilon 0 ở đây, xong rồi đạo hàm theo T, cái bạn có là một cái dòng điện có giá trị là có 10 mũ trừ 18 ampe. 10 mũ trừ 18 ampe là 1 phần tỷ tỷ ampe đó. Nó quá nhỏ, nhỏ phi lý luôn. Chỗ này hiểu không nào các bạn? Các bạn cái chiều của E mà dễ trong hình là tượng trưng thôi đó thầy, tượng trưng thôi, tượng trưng thôi, tượng trưng thầy. Cái chiều của E nó sẽ liên quan đến cái sự biến thiên của B theo thời gian đó. Thầy vẽ trong chiều, cái chiều của B nó không có quyết định cái chiều của E nha mấy đứa. Nhiều bạn nói là ủa thầy, cái B theo hướng đó thì E nó phải theo hướng ngược lại, chứ không phải. Không phải. Cái phương trình này nó nói cho các bạn là cái chiều của E và cái chiều của DB trên DT nó mới liên quan đến nhau. Liên quan không trực tiếp nha, nhưng mà nó liên quan đến nhau theo cái kiểu đó, chứ không phải là, không phải là chiều B sang đây thì E nó theo chiều này nha, không phải. Cái sinh ra cái E đó là cái DB trên DT. Cho nên ví dụ như B theo chiều này á mà nó lại đang tăng lên á thì DB là đang theo chiều này. Còn B theo chiều này mà nó đang giảm đi á là DB theo chiều này. Cái đó các bạn có nắm được không nào? Nắm được không? Hello. Là tùy theo cái chiều biến thiên của B đúng không? Không phải, thì nói vậy cũng không chính xác, nói vậy cũng không chính xác, nhưng mà nó liên quan đến cái giá trị của biến thiên DB trên DT, chứ không phải là liên quan trực tiếp đến B. Tưởng tượng được không? Nó liên quan đến cái biến thiên DB trên DT á, chứ không phải liên quan đến B nha. B theo chiều này nhưng mà DB có thể theo chiều này là chuyện bình thường. Vận tốc theo chiều này nhưng mà gia tốc theo chiều này là chuyện bình thường mà. Đúng không? Tưởng tượng được không? Được. Rồi mấy đứa có thắc mắc gì nữa không nè? Chà, bữa nào học cũng thấy im thiên thít. Đến khi vô vấn đáp cái lòi ra liền à. Có bạn nào chưa nắm được quy tắc của kiểm tra giữa kỳ lần tuần sau không? Thứ tư tuần sau không? Quy tắc của kiểm tra giữa kỳ thứ tư tuần sau nè. Dạ có. Chưa biết hay sao? Bữa sớm không đi học à? Dạ bữa đó em đi tìm COVID đó thầy, bạn Nhi có xin dùm. Nhắc lại một lần nữa ha. Thứ nhất là chúng ta sẽ thi tự luận. Đề thì tôi ra. Thì giữa kỳ thì trường cho phép là mỗi lớp thi riêng, cho nên là đề là tôi ra. Đề sẽ có một lớp sẽ có 3 đề. Đề thứ nhất là đề lý thuyết, đề thứ hai là đề bài tập dễ, và đề thứ ba là bài tập khó. Lý thuyết á, nó sẽ có một cái list bao gồm khoảng 15-16 câu gì đó, hay 90 câu gì đó, đại khái thế. Tôi sẽ ghi rõ trên cái đề đó luôn. Các bạn phải làm ít bao nhiêu câu đúng để lấy điểm tuyệt đối. Ví dụ có 9 câu và tôi yêu cầu các bạn làm 5 câu chính xác là các bạn lấy được 5 điểm. Thì 5 câu đó chẳng hạn ha, thì các bạn phải giải như thế nào? Thì trong cái đề lý thuyết á, nó lấy đến tận 5 điểm rồi nha. Lý thuyết lấy 5 điểm, bài tập lấy 5 điểm nha. Thì lý thuyết thực ra nó không phải 5 câu đâu, lý thuyết là 10 câu. Trong đó có 5 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận. Các bạn sẽ có một cái đề 9 câu trắc nghiệm và 9 câu tự luận.
tự luận ở đây là ví dụ nêu định nghĩa gì đó, thì các bạn phải giải được ít nhất là 5 câu trong phần trắc nghiệm và 5 câu trong phần tự luận để các bạn lấy được 5 điểm của phần lý thuyết. Thì cái đề trắc nghiệm á, nhắc lại ha, các bạn nào đã học lớp tôi năm ngoái thì các bạn sẽ biết, các bạn nào chưa học thì các bạn sẽ bây giờ sẽ được phổ biến ha, là cái câu trắc nghiệm á, nó có thể có một đáp án đúng, nó có thể có hai đáp án đúng, nó có thể có ba đáp án đúng, nó có thể có bốn đáp án đúng, và nó có thể chẳng có một đáp án nào đúng. Thì khi các bạn làm bài á, các bạn biết là phần trắc nghiệm, phần một trắc nghiệm, câu một đáp án là AB, giả sử vậy, các bạn chọn được hai đáp án đúng. Ví dụ câu hỏi như là con gà, số chân của con gà là câu A 2 thì đúng ha, câu B số chẵn cũng đúng ha, câu C số lẻ, câu D 3, thì các bạn thấy là bạn có được hai đáp án đúng là câu A với câu B. Thì bạn ghi là đáp câu 1 đáp án là A phải B. Và xuống dòng các bạn phải giải thích nè, câu C sai vì không có động vật nào có số chân lẻ, ví dụ vậy ha. Câu D sai vì 3 là số lẻ, ví dụ vậy. Chỉ cần viết ngắn gọn vậy thôi. Đó, thì đó cách chúng ta sẽ trả lời câu trắc nghiệm. Chứ không phải các bạn chỉ ghi là, mà thì viết nha, các bạn không có đánh trắc nghiệm trong cái đề nha, mà các bạn viết giấy, các bạn chụp cho tôi. Và phần 5 câu tự luận cũng vậy. Thì các bạn có thể làm nhiều hơn 5 câu. Ví dụ trắc nghiệm các bạn làm dư thời gian, các bạn làm luôn 9 câu. Thì nếu các bạn đúng được 5 câu trong 9 câu thì bạn được điểm tuyệt đối phần trắc nghiệm. Phần tự luận cũng vậy, các bạn có thể làm luôn cả 9 câu trong phần tự luận. Các bạn chỉ cần đúng được 5 câu thì các bạn có điểm tuyệt đối. Sau khi các bạn giải các bạn đã xong, ví dụ như ngày hôm nay, nó sẽ diễn ra vào cái giờ học của ngày hôm nay nè. Thì là ví dụ 3 giờ tôi up cái bài đó lên. Và các bạn sẽ có bao nhiêu phút, 40 phút để giải cái phần trắc nghiệm đó, phần lý thuyết đó. Thì bây giờ tôi quy định nè, 3 giờ đến 3 giờ 40 là phần giải và viết. Trước 3 giờ 45 phút là các bạn phải chụp xong cái bài viết các bạn, gửi vào email cho tôi. Đến 3 giờ 45 phút 00 là tôi sẽ không có nhận bất cứ một bài nào đến email tôi sau cái giờ đó. Tôi không quan tâm đến chuyện là cái mạng ở nhà các bạn nó bị chậm hay cái gì hết. Nếu các bạn biết chắc cái ngày hôm đó mạng nhà các bạn có vấn đề, nếu các bạn biết chắc cái ngày hôm đó có vấn đề gì đó liên quan đến đường truyền, thì làm ơn các bạn có thể đóng 3G hay cái gì đó. Không phải là thầy cô khó tính đâu các bạn. Nhiều khi các bạn cứ bảo là ông này ông làm gì khó tính thì gớm đi. Trễ có 1-2 giây không phải đúng không? Trong trường học người ta khó tính, các bạn nó khó còn tí. Tôi chẳng phải là cái người sinh ra là khó tính, nhưng mà bởi vì tôi cũng không phải chỉ là đi dạy không. Tôi cũng có thể nói với các bạn là các doanh nghiệp ngoài thì nó cũng sẽ có, khi các bạn gặp khách hàng những yêu cầu từ phía họ còn ngặt nghèo bây giờ nhiều, và đến lúc đó các bạn không có thể nào trả lời với khách hàng là tại thế này tại kia. Ngày hôm nay là demo thì có nghĩa là ngày hôm nay demo, các bạn không thể nào đến sát ngày demo rồi, 3 giờ chiều demo, các bạn đến 2 giờ 59 phút rồi mới nhắn với khách hàng là không kịp rồi, mạng nhà em lỗi quá, em không load được cái file lên, tôi không load được cái file lên, tôi không chạy được cái shop này đâu, cái shop này giờ thiếu cái trigger thế này thế kia. Không, khách hàng người ta chả quan tâm. 3 giờ đúng demo, nếu không có demo thì nghỉ vậy thôi. Cho nên á, thầy đã cho các bạn đến 5 phút sau giờ làm bài để các bạn gửi. Thì bây giờ ví dụ các bạn cảm thấy cái mạng nhà các bạn có vấn đề, các bạn tập luyện trước cái chuyện đó đi, nó giống như sau này ra đời đi làm vậy thôi. Nếu bạn cảm thấy cái ngày hôm đó có thể gặp khách hàng nó có thể bị kẹt xe Sài Gòn, nó có thể thang máy bị hư, thì ví dụ các bạn hẹn một khách hàng lớn, các bạn có những kỳ thi giữa kỳ giống như một lần các bạn gặp khách hàng lớn này. Thì ví dụ như 9 giờ họp thì các bạn có thể đến sớm 8 giờ được mà. Các bạn đến trước 8 giờ, các bạn đứng ở đâu đó gần cái nơi mà chúng ta hẹn gặp, hoặc các bạn thậm chí các bạn vào luôn cái nơi hẹn gặp, các bạn chuẩn bị tất cả mọi thứ. Chứ bây giờ đến ngày hôm đó rồi các bạn lại bảo là làm gì khách hàng, làm gì khó tính vậy. Không, thầy cô cũng chẳng phải hứng thú và khó tính các bạn đâu. Cho các bạn 5 phút sau giờ làm bài 8:40, sau đó các bạn dùng 5 phút để các bạn chụp ảnh rồi các bạn gửi cho tôi. Đó được gọi là email thứ nhất của người, mỗi một người. Thì đúng 8:45 đó, thì tôi sẽ up một cái bài thứ hai lên, trong đó có ví dụ như là 7 bài tập ngắn, bài tập ngắn. Và mỗi một các bạn sẽ có khoảng ví dụ như là 40 phút để giải ít nhất là 3 bài tập ngắn đó. Và cũng như vậy ha, đúng 40 phút sau tôi cho các bạn thêm 5 phút nữa, hoặc là đúng 30 phút sau tôi cho các bạn thêm 5 phút nữa. Thì trong 5 phút đó tôi phải nhận được cái hình chụp thứ hai của bài thứ hai. Nhưng mà các bạn không được phép, ví dụ như bạn A, bạn gửi tôi cái email thứ nhất, bài thứ nhất. Sau đến khi bạn gửi bài thứ hai, bạn lại lập một email mới bạn gửi tôi. Phương tôi nhận được hai cái email của bạn A. Không, quy tắc này. Và các bạn nếu cảm thấy nó không quen lắm thì bạn tập luyện với nhau trước đi. Quy tắc này, các bạn gửi cái email thứ nhất đi rồi đúng không?
Để khi các bạn muốn gửi email thứ hai là các bạn bật cái email thứ nhất lên, các bạn reply vào cái email thứ nhất đó. Vậy thì khi mà tôi nhận được mail á, là từ một người tôi nhận được có một email thôi, là email có hai, trong đó có một email cũ và một email mới à, được forward qua. Các bạn cảm thấy khó hiểu thì bạn có thể hỏi hỏi bạn bè trước đi, các bạn có một tuần để chuẩn bị, đừng có đợi đến sát ngày. Thì bây giờ em không biết thôi, em tức là không biết không. Nếu các bạn gửi hai email, tôi chấm cái email nào có điểm cao hơn và tôi lấy cho bạn cái điểm cao hơn à, tôi nhớ đó là du gì lắm rồi. Và sau khi các bạn có 5 phút để bạn gửi bài cho tôi rồi thì các bạn sẽ có một cái đề thứ ba. Cái đề đó có khoảng 5 bài tập khó, các bạn tối đa chỉ cần làm 2 bài trong vòng 30 phút đó. Tôi cho các bạn ví dụ 45 phút làm 2 bài cũng viết ha. Và sau đó các bạn cũng chụp lại và các bạn gửi theo phương pháp giống như hai bài đầu cho tôi ha. Tôi sẽ hạn định cho các bạn thời gian và các bạn sẽ có 5 phút sau để gửi. Tôi tin là với cái tốc độ mạng bây giờ thì 5 phút là quá dư được các bạn chụp ảnh và gửi ha. Và nhớ nha. Nhớ nha. Chụp ảnh là phải chụp cho đàng hoàng đó, chứ không phải là chụp mờ rồi gửi lên rồi thầy không thấy, thầy không đọc được rồi lại cứ ngồi cãi là em có làm à. Các bạn coi cái kỳ thi này giống như một lần các bạn báo cáo với khách hàng đi, và các bạn làm cho nó chỉnh chu. 5 phút là đủ để các bạn chụp một tấm ảnh nó đàng hoàng một tí rồi à, và gửi đi rồi. Còn nếu các bạn cảm thấy cái này có thể gây ra trục trặc, có thể bị một cái lỗi gì đó khiến cho các bạn không gửi được bài đi, thì làm ơn các bạn tập luyện trước đi. Nó giống như cách các bạn gặp khách hàng đó, các bạn bảo luận văn thôi. Ngày hôm đó bảo vệ luận văn các bạn sẽ rất là run. Vậy thì hà cớ gì các bạn không tập luyện trước đó đi, đúng không? À. Cho nên không phải là thầy cô khó tính nha, tôi chẳng rảnh đâu, tôi khó tính với các bạn. Tôi tính tình cũng thoải mái lắm, nhưng mà có một số cái có lẽ các bạn nên hình thành cái thói quen đi ha. Được chưa, các bạn nữ nãy hỏi đã hiểu được cái cách chúng ta sẽ tổ chức thi chưa? Dạ em hiểu rồi. À. Các bạn mà cảm thấy có cái gì đó rắc rối á, thì tốt hơn hết các bạn kiếm bạn bè của các bạn làm thử. À, làm thử thôi có gì đâu. Chụp một tấm ảnh gửi đi mất mấy giây. À, rồi. 5 phút đó đã là rất nhiều rồi, tôi nghĩ là rất nhiều rồi. Đến ngày hôm đó lại bảo điện thoại em hết pin hay cái này cái kia thì rõ ràng các bạn đâu có chuẩn bị đâu. Ủa, thế nha. PDF hay là gì cũng được thầy. File hình, file PDF gì cũng được hết, tùy các em. Tôi chỉ cần có cái nội dung đó trong cái email đó được. Tưởng tượng được không? Cái email gửi là cái tên chủ đề là mình ghi tên lớp, tên với mã số. Đúng rồi. À, cái đó thì ta sẽ có ghi chú trong đề, ví dụ nó sẽ quy tắc như này nè. P02 mã số sinh viên gạch ngang ha, P02 nè gạch ngang mã số sinh viên gạch ngang giữa kỳ A2 mở ngoặc Việt Pháp gạch ngang tên bạn. Nếu mà tôi sẽ có một cái ghi chú cho các bạn trên cái file đó. Cái quan trọng trong phần lý thuyết đầu tiên á, nó sẽ có hai phần lý thuyết đầu tiên lấy 5 điểm nha. Nó có hai phần. Phần thứ nhất á là trắc nghiệm, trong đó có khoảng 9 câu, các bạn chỉ cần làm đúng 5 câu thôi, đúng chưa? Phần thứ hai trong cái đề đó luôn á, cái đề đó sẽ up lên một lần thôi. Đề thứ phần thứ hai là phần tự luận, có 9 câu chẳng hạn, 9 câu hỏi, các bạn chỉ cần làm đúng 5 câu thôi, được chưa? Lưu ý nè, trắc nghiệm các bạn không có tô gì đó, các bạn viết thẳng vào tờ giấy luôn. Câu 1 phần trắc nghiệm ha, câu 1 đáp án là AB, nhưng các bạn phải giải thích cho tôi tại sao các bạn không chọn câu CD, ngắn gọn thôi nha, đừng có viết dài, viết dài chẳng có ý nghĩa gì đâu, được chưa? Hello. Hello. Thầy, cái lý thuyết á, mà tự luận á, thì là sao thầy? Câu hỏi định nghĩa thôi, ví dụ cường độ điện trường là gì chẳng hạn vậy. Viết ngắn gọn ra, hoặc là giải thích hiện tượng, đưa cho bạn một cái hiện tượng nhỏ nhỏ các bạn giải thích, hoặc đưa cho bạn câu hỏi nhỏ nhỏ về lý thuyết các bạn giải thích vậy thôi. Ví dụ như tại sao lực từ không gây không sinh công trên hạt băng điện chuyển động trong từ trường chẳng hạn vậy. Bạn chỉ cần viết ngắn gọn một câu thôi, một vài câu thôi nha, hiểu chưa? Ví dụ như câu hỏi tại sao hai đường sức từ không cắt nhau chẳng hạn vậy, đó cũng là một dạng câu hỏi mà các bạn phải viết ra cái điều tự luận các bạn, tự luận được không? Và trong lúc làm thì các bạn bật cam nha, lúc làm bài các bạn bật cam nha, nhắc lại rồi đó. Các bạn mà không có cái cam trên laptop thì các bạn tính toán trước cái vụ cái cam các bạn đi ha, như thế lúc đó rắc rối lắm. Được chưa mấy đứa? Một cái cam là mình chỉ bật cam laptop nó chiếu vô cái người mình hay là mình sẽ đúng rồi, chiếu vô cái mặt em thôi, một cái không cần record gì hết đó, không cần ghi lại gì hết đó. Bật cái cam cho thầy thấy là bọn em đang làm bài thôi. À, bật cam, bật mic, và mic thì khác không cần đâu, mic thì ổn đâu. Được chưa? Hả? Nguyên tắc là không.
Thế sử dụng tài liệu thì nó làm gì nữa? Được chưa nào mấy đứa? Ừ. Là cái lúc mà mình bật cam, mà lúc mà có cái khẩu hiệu là kêu đi chụp chụp hình gửi thì mình được xài điện thoại để chụp đúng không thầy? Đúng 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 đúng. Đến lúc mà kết thúc giờ thi rồi thì các bạn, nếu mà cái điện thoại đó các bạn dùng để chụp hình thì các bạn tắt cam, các bạn dùng cái điện thoại chụp hình. Rồi có thắc mắc gì nữa không nào mấy đứa? Hello. Vậy là từng sau đó mình thi rồi. Là sao? Từ thì là thứ hôm nay thứ mấy? Thứ tư này, thứ tư lần sau đó. À, thứ tư lần sau đó. Thầy, nếu như mà em chụp hình trước giờ nộp bài được không thầy, tức là Được, để không sao phòng. hết, em làm xong rồi thì em cứ chụp thôi. Em làm xong rồi em chụp xong em gửi thầy, em bảo là em về gửi rồi. Tôi chỉ nhận một cái email đầu tiên thôi nha. Em hiểu ý tôi nói không? Tức là các bạn chụp xong các bạn gửi đi xong rồi á, mà các bạn phát lại là các bạn sai, các bạn gửi lại, tôi không chấp nhận cái mail thứ hai nha, tôi chỉ nhận cái mail thứ nhất thôi nha. Được được không? Cho nên khi mà các bạn cảm thấy chắc chắn rồi các bạn mới gửi nộp bài nha, giống như kiểu nộp bài bình thường thì thôi, các bạn đã nộp bài ra khỏi phòng thi rồi thì các bạn không có được quyền quay lại để sửa bài thi nữa đúng không? Hiểu tôi nói không? Bạn nào vừa hỏi á. À, các bạn đã nộp bài rồi thì các bạn đâu có quyền để sửa bài thi nữa ha. Tôi chỉ nhận cái bài đầu tiên đó thôi. Rồi, có ai có thắc mắc gì nữa không nè? Hello. Vậy là mình dẫn từ sau giờ này mình vô cái vẫn là cái mít này đúng không nè? Vẫn nước này, vẫn nước này. Rồi, nếu mà không có thắc mắc gì nữa thì chúng ta làm cái bài nhẹ nhàng, tập tành cho nó dễ ha, cho nó ôn lại tí thôi. Bài phức tạp quá nhiều khi các bạn cũng có một số bạn cũng không theo kịp. Mà dễ thôi ha, một tụ điện phẳng có khoảng cách giữa hai bàn tụ là 1 mm, hằng số điện môi là 2. Tụ được mắc vào một hiệu điện thế là như vậy. Biểu thức mật độ trong điện dịch. Thì này là bài toán định nghĩa thôi. Ví dụ như cái bài toán khó dễ thì có thể là cái bài toán dạng như vậy nè. Hoặc là câu hỏi lý thuyết, phần tự luận có thể là câu hỏi như này nè. Kiểu như vậy, nhưng mà nội dung thi chúng ta chỉ giới hạn trong tính từ với tính điện thôi nha. Ví dụ như đi thi Maxwell mà nó có cái bài tập dễ và tập khó thì cái bài tập dễ của tôi nó sẽ là như thế này. Hoặc là cái phần lý thuyết tự luận nó sẽ là cái câu như này. Chẳng hạn vậy. Thế bài này nó dễ đúng không? Bởi vì cái định nghĩa của cái mật độ dòng điện dịch nó chỉ là DD trên DT, thì việc của các bạn là tìm ra cho được cái công thức của D thôi. Và D thì liên quan đến E. Thì E chúng ta bằng U chia D nè. U có rồi. D thì bằng epsilon epsilon 0 nhân với E là có được biểu thức của D. Lấy đạo hàm cho T thôi. Cái phương trình này đạo hàm cho T thì quá dễ rồi, quá quen thuộc đúng không? Cái nỗi ám ảnh của hơn 1 năm trước đúng không? Gần 2 năm trước chứ đúng không? Các bạn đậu ở trường năm bao nhiêu nhỉ? 29 à? Hay 20 ta? 20 20 20. Mới hơn 1 năm trước nè. Biểu thức đạo hàm này nó quá quen thuộc đúng không? Thì cái mật độ trong điện dịch nó là như vậy, thế mấy cái số cho thôi, thế mấy cái số vô là được rồi. Cái bài này chắc là không ai có thắc mắc gì chứ hả các bạn? Bài này có ai có thắc mắc gì yeah. không? Bài mình dễ. Một bài khác, một trường điện từ biến đổi tuần hoàn theo thời gian với tần số góc như vậy. Trong môi trường kim loại có điện dẫn xuất là như vậy. Tìm tỷ số với mật độ dòng điện dẫn cực đại và mật độ dòng điện dịch cực đại. Cái bài này á thì mật độ dòng điện dịch cực đại á thì chúng ta vừa giải xong cái bài tương tự. Mật độ dòng điện dịch khi mà có một từ trường biến thiên. Đúng nhá. Có một điện trường biến thiên nhé các bạn. Vậy chúng ta thấy nè, ở đây chúng ta có dòng điện dẫn. Đây là kim loại. Đây là kim loại. Thì dòng điện dẫn chắc chắn là có khi mà có điện trường. Ở đây chúng ta có điện từ trường nha, là có một điện trường, một từ trường. Thì cái phương trình của điện từ trường á, thì vốn dĩ điện từ trường chúng ta coi nó một cái hệ sóng hình sin hình cos.
thì phương trình của E là E không nhân cos, phương trình của B là B không nhân nhân cos thôi. Một cái là theo phương x, một cái theo phương y, cái này chúng ta chứng minh sau. Bài toán này chúng ta tính độ lớn thì cũng chưa quan tâm đến cái vector lắm đâu. Thì cái điện trường của chúng ta nó sẽ sinh ra dòng điện dịch là bởi vì sao? Sinh ra dòng điện dẫn. Điện trường của chúng ta nó sinh ra dòng điện dẫn là bởi vì đây là kim loại. Nhưng mà biến thiên của điện trường ấy, nó cũng sinh ra chúng ta dòng điện dịch. Đúng không? DDT nó ra dòng điện dịch, hoạt động dòng điện dịch. Thì cái dòng điện dẫn với lại điện trường E nó liên hệ với nhau như thế nào? Chúng ta giải cái bài toán liên quan, các bạn còn nhớ cái bài toán liên quan đến mô hình dẫn điện với lại mô hình rút không? Cái bài toán mà liên quan đến nhiệt lượng tỏa ra, mật độ dòng điện G bằng là gamma nhân với E, còn nhớ cái đó không các bạn? Nhớ bài giải không? Cái lý thuyết về thì chúng ta có E là chúng ta sẽ có G. Mà gamma là điện dẫn xuất, và người ta cho ở đây luôn điện dẫn xuất là sigma, thì cái gamma nó thay bằng sigma thôi chứ gì hết. Thì các bạn sẽ có được mật độ dòng điện dẫn là sigma nhân E thôi là xong rồi. Còn mật độ dòng điện dịch, đúng không, thì nó đến từ cái DD trên DT. Thì một số bạn hỏi tôi là ủa thầy, dòng điện dịch nãy mình vừa mới giải xong á, là nó còn đến từ cái vụ mà từ trường nó biến thiên nha thầy, đúng không? Ở đây là có đến hai cái nguồn có thể gây ra mật độ dòng điện dịch nè. Nguồn thứ nhất là sự biến thiên của điện trường. Nguồn thứ hai á, là cái vụ mà từ trường biến thiên hồi nãy nó sinh ra cái mật độ dòng điện dẫn, nãy vừa mới làm xong tức thì. Có điều trong trường hợp này cái từ trường chúng ta nó không có đều thôi, nó biến thiên. Thực ra là nếu mà nói điện từ trường nó có thể lan truyền nữa, nhưng mà các bạn còn nhớ cái giá trị mà nó có thể đưa được cho các bạn mật độ dòng điện dẫn mà đến từ mật độ dòng điện dịch mà đến từ sự biến thiên của từ trường không? Đây, mật độ dòng điện dịch mà biến thiên từ từ trường bắt đầu rồi. Các bạn thấy không, giá trị của nó là bao nhiêu kinh khủng ha, 10 lũy thừa trừ 18 ampe. Cho nên trong cái bài giải này á, cái bài giải mà cái đề vừa rồi á, nhiều bạn á là bị lậm vô cái giá trị dòng điện dịch tính bằng việc biến thiên từ trường, đúng không? Rõ ràng biến thiên từ trường nó có đóng góp một phần của mật độ dòng điện dịch, nhưng mà cái giá trị mật độ dòng điện dịch đó thực ra nó là quá bé. Cho nên ở đây chúng ta chỉ cần sử dụng đúng cái điện trường thôi, chúng ta cũng không cần quan tâm lắm đến cái từ trường đâu, tại vì cái thành phần đóng góp vào dịch của từ trường nó không đáng kể, vì đây là môi trường dẫn điện mà, môi trường kim loại mà. Nhưng mà khi ở đây là chân không á, khi ở đây chân không, các bạn thấy không, đây là môi trường kim loại, thì mật độ dòng điện dẫn á, chia cho mật độ dòng điện dịch á, nó là 10 lũy thừa 8 trăm triệu lần. Là bởi vì sao? Bởi vì đơn giản lắm, nó có hạt mang điện. Còn nếu chúng ta khảo sát trong không gian, cũng là cái sóng điện từ này, cũng là cái điện từ trường này, thì mật độ dòng điện dẫn các bạn biết nó khoảng bao nhiêu không? Ai biết mật độ dòng điện dẫn mà nếu cũng cái bài này mà diễn ra ở trong trong chân không thì mật độ dòng điện dẫn là bao nhiêu? Ai biết? Bùi Công Duy biết không? Bùi Công Duy. Đấy, ngủ đâu mất tiêu rồi. Lê Hoàng Yến Nhi. Chả có mấy bạn bật nick là xong rồi không thấy xuất hiện đâu hết rồi. Lê Hoàng Yến Nhi. Bạn Phong Nguyễn gì nè. Phong Nguyễn. Dạ không biết thầy. Lê Hoàng Yến Nhi à. Mấy khư rồi em? Nhi. Lê Hoàng Tùng. Lê Hoàng Tùng đâu rồi? Chà, điểm danh sơ bộ cái bậy bậy cái thấy các bạn chạy đâu mất tiêu hết ha. Phạm Thị Cẩm Tiên. Dạ. Ừ. Em không biết.
Dòng điện dẫn là đến từ đâu em Tiên? Dạ. Dòng điện dẫn là đến từ đâu? Bản chất của dòng điện dẫn là gì? Dòng điện dẫn nó sẽ chạy qua cái mặt của... Bản chất của dòng điện dẫn là đến từ cái gì? Bản chất của dòng điện dẫn. Khi nào thì dẫn điện, khi nào thì có dòng điện, khi nào thì dòng điện nó dẫn qua một vật, khi nào? Khi có điện, à, khi vật đó dẫn điện thì mới có dòng Khi có các hạt mang điện chuyển động, đúng không? Dạ. Dòng điện dẫn là dòng điện có các hạt mang điện chuyển động. Trong chân không thì có các hạt mang điện không? Dạ không. Đấy. Vậy thì G... không. Đúng rồi. Nếu trong chân không á thì cái tỷ lệ này là bằng không. Bạn Lê Thanh Tài nói đúng. Bởi vì đơn giản lắm. Dòng điện dịch trong chân không nó sẽ có. Nhưng mà dòng điện dịch trong, dòng điện dẫn trong chân không thì nó không có. À. Nên các bạn thấy là trong môi trường kim loại á, thì cái giá trị của nó là 100 triệu lần. Trong chân không thì sao? Bằng không. Nên thầy mới nói với các bạn bài toán trước ha. Có những giá trị các bạn sẽ thấy ở trong trường hợp này nó rất là lớn. Và trong trường hợp đó nó cũng sẽ rất là nhỏ trong một cái giá trị khác. Nó giống như nãy chúng ta vừa tính được ha. Năng lượng từ trường trong tụ rất là nhỏ. Giống như nãy thầy mô tả với đứa, năng lượng của cái hạt electron trong một cái khối kim loại, một cái khối chất rắn nó rất là nhỏ. Thì trong trường hợp này cũng vậy nè. Mật độ dòng điện dịch trong cái trường hợp này nó rất là nhỏ. Nó không đáng kể so với dòng điện dẫn. Nhưng mà quay sang cái bài toán về chân không thì dòng điện dẫn là không tồn tại. Lúc đó dòng điện dịch mới là cái mà giúp cho chúng ta có cái thứ nó gọi là sóng điện tử, sinh ra sóng điện tử. Tưởng tượng được. Tưởng tượng được vấn đề không? Cho nên đôi khi các bạn thấy một cái giá trị đó rất là nhỏ, các bạn nghĩ rằng là nó không thực sự quan trọng lắm. Thì đó là bởi vì sao? Bởi vì các bạn chưa động đến, cái trường hợp nó gọi là critical của nó. Nó giống như các bạn bây giờ nè, tôi nói cho các bạn một cái ví dụ là gần gũi các bạn kinh khủng luôn, gần gũi với rất nhiều hành viên trong lớp này luôn. Thì nửa điểm là lớn hay nhỏ? Nửa điểm môn lý là lớn hay nhỏ? Đúng không? Nếu các bạn là 9 điểm thì nửa điểm đối với các bạn nó chỉ là 9 rưỡi hoặc 8 rưỡi thôi. Nó cũng không lớn lắm, bởi vì 9 điểm với 8 rưỡi với 9 rưỡi thì cơ bản là sẽ chắc là sẽ có học bổng. Đúng không? Nhưng mà đại khái là cũng có thể là không học bổng. 9 rưỡi, 9, 8 rưỡi. Cái sự khác biệt thì những cái đó chỉ là 0,5 điểm. Nhưng mà 4 rưỡi với 5 thì cái nửa điểm đó là 3 triệu. Đúng nhỉ? Giờ 3 triệu đúng không? Học lại môn lý bây giờ nhiêu? Học lại môn lý bây giờ bao nhiêu? Thanh niên học lại môn lý 1 vừa rồi rồi. Mấy chỉ ta? Lý của mình, trường mình mấy chỉ? 4 chỉ đúng không? Không ai trả lời hết à? Tức là lớp này 3 môn hết à? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy nửa điểm nó ở trong những trường hợp khác nhau nó khác nhau chưa hả? Nửa điểm ở 4 rưỡi lên 5 nó là 3 triệu rưỡi. Còn nửa điểm ở 8 lên 9 nó chỉ là nửa điểm thôi. Nên đôi khi các bạn sẽ khảo sát trong vật lý á, cái giá trị đó không tồn tại với lại giá trị đó nó rất bé là hai câu chuyện khác nhau trong vật lý nha. Hoàn toàn khác nhau luôn. Nó rất bé thì cũng phải nói cho người ta biết là bé làm sao? Giá trị có không? À. Rồi, một bài khác nè. À quên cái bài này rồi. Ôi thầy ơi, cái bài đó hình như cái điện từ trường cái B với cái E nó đâu cùng pha đâu mày. Học này lớp 12 đó thanh niên. Điện trường với từ trường trong sóng điện từ là cái câu nó gọi là khẩu pháp tâm quyết để các bạn đi thi đại học còn nhớ không? Là vuông phương nhưng cùng pha. Còn nhớ cái đó không? Chúng ta sẽ chứng minh được cái bài này trong cái bài giảng sau nha về trường điện từ. Điện trường với từ trường là vuông phương nhưng mà cùng pha. Còn nhớ cái đó không? Một thằng theo x, một thằng theo y nhưng mà pha là trùng nhau. À, dạ. Dạ. Mấy bài dưới này là làm rồi, không làm nữa. Xem có bài nào khác không ạ? Rồi, để xem có cái bài nào khác bên file khác không ạ? À?
Chúng ta nói sơ một số cái cách làm nha, bữa sau chúng ta nói kỹ hơn liên quan đến mấy cái biến đổi road deep grad. Nhưng mà nhồi nhiều quá trong một ngày các bạn cũng sẽ sốc. Học đến giờ này có sợ môn lý không biết nữa. Học đến giờ này có sợ môn lý không? Sợ rồi. Bắt đầu sợ rồi. Em sợ lý tự. Tại vì các bạn học môn lý ở dưới phổ thông á, nó trắc nghiệm nhiều quá. Khi các bạn học trắc nghiệm nhiều quá thì các bạn sẽ bị một cái hiện tượng đó là các bạn sẽ quên mất cái logic của môn lý này đi. Đâm ra nó sẽ bị, các bạn nhận giải nó sẽ bị sợ các cái câu logic bên toán cũng vậy thôi. Đâu rồi? Đây, nó sẽ có một cái dạng bài tập nhé. Các bạn có thấy cái file, cái slide của tôi không? Hôm nay mình không có giải cái bài này nha. Mình chỉ nói ý thức thôi. Rồi cái cách chúng ta sử dụng các phép toán ở rotation với lại diversion như thế nào. Bài trong sách các bạn. Người ta cho một cái biểu thức về B này. Biểu thức gọi là biểu thức về sự lan truyền từ trường thôi. Sóng này, phương trình này, phương trình sóng. Thì nếu muốn người ta muốn các bạn tìm được các biểu thức của E và G, tất nhiên là chúng ta sẽ trong trường hợp là chúng ta sẽ không thể giải một cách gọi là thô thiển theo kiểu là tìm độ lớn của E giống như nãy giờ chúng ta đang giải. Từ nãy giờ chúng ta đang giải là thầy cố tình thầy giải cho các bạn những cái bài tập đại trà, những bài tập để các bạn hiểu cái cách diễn giải cái lời giải trước. Còn cái biến đổi liên quan đến vector thì là nó là cái bài mà chúng ta tuần sau chúng ta sẽ làm thử nữa. Thì ví dụ như cái bài như thế này, người ta bắt các bạn tìm cái biểu thức của E và G theo cái phương trình B đã có sẵn. Thì các bạn phải tìm ra được một cái mối liên hệ giữa B và E, đúng không? Trong cái trường này thì B và E nó liên hệ với nhau thông qua một số cái biến đổi mà chúng ta sẽ gặp trong cái phương trình Maxwell á. Rốt này rốt kia, dip này dip kia kiểu vậy như vậy. Thì đơn giản lắm các bạn, nếu các bạn muốn triển khai một cái bài toán nè. Cái này còn phải sửa nha, tôi chưa có thống nhất cái bài giải này nha. Thì nói nôm na là các bạn sẽ có một cái vector bên vế trái và một vector bên vế phải, giống như hồi nãy các bạn hỏi về việc là trong cái từ trường B nằm ngang cái E nó vẽ theo chiều này là phải là vẽ chơi cho vui hay không á. Thì tôi nói với các bạn là bên vế phải là liên quan đến E đến L, bên vế trái chúng ta liên quan đến đạo hàm của B chứ không phải là vector B. Thì cái này nó cũng vậy thôi, khi các bạn gặp một cái phương trình vector ở hai vế thì hai cái vector nó bằng nhau khi mà chỉ khi nó phải ít nhất phải nằm trên cùng một phương. Đúng chưa? Tức là các tọa độ của nó theo x, theo y, theo z cũng phải bằng nhau luôn. Các bạn sẽ so tọa độ theo x phải bằng nhau, so tọa độ theo y phải bằng nhau, so tọa độ theo z phải bằng nhau. Thì để giải những bài tập kiểu như này á, tất nhiên phương trình các bạn nhìn vào thì nó sẽ bị rối. Thì các bạn phải tập cái tính được cái rốt B nè. Thì rốt B nó tính như thế nào á? Thì rốt cái hình thức tôi nói cho các bạn nữa, nè. Rốt nó chỉ là một cái quyết nè, rốt của A này nè. Ví dụ rốt của A thì nó là một cái định thức với ba vector IJK là ba vector tọa độ. Của rốt bản chất của nó là nhân một cái vector nabla với lại vector a, hai cái đó viết chung trong một hệ trục tọa độ thì IJK là vector đơn vị này. Dòng thứ hai là cái phương trình cái tọa độ vector thứ nhất là vector rốt đó, vector nabla d trên dx, d trên dy, d trên dz ha. Và dòng thứ ba là tọa độ vector thứ hai vector a x, y, z. Thì cách mà chúng ta tính định thức này thì nó có một cái đường chéo chính là dấu cộng nè, một đường chéo phụ là dấu trừ. Nếu các bạn mà không nhớ cái cách để chúng ta triển khai cái rốt này thì làm ơn các bạn về nhà các bạn coi trước về cái cách mà chúng ta triển khai một cái định thức cấp 3 này ha. Cái này nó rất là dễ thôi. Thì cái biểu thức của nó sẽ có cái biểu thức giống như vậy nè. Thì khi đó các bạn phải tìm được cái biểu thức của rốt B thì các bạn mới cho nó bằng cái biểu thức bên kia. Thì hai cái biểu thức này mà nó bằng nhau, hai cái vector này nó bằng nhau, khi mà chỉ cái phần x của nó phải bằng phần x của thằng này, phần y của thằng này phải bằng phần y của thằng này, phần z của thằng này phải bằng phần z của thằng này. Hai vector nó bằng nhau chỉ có một trường hợp như vậy thôi. Đến lúc đó chúng ta mới có được cái biểu thức của cái giá trị bên phải, bên trái là đại loại như vậy. Thì cách chúng ta làm nó là như vậy. Thì đến giờ phút này các bạn đã làm quen với vài bài tập. Ở đó chúng ta chưa nói gì đến các biến đổi vector đâu. Ngày hôm nay chúng ta làm một bài tập cũng rất là khó rồi đó. Chuyển từ hình thức sợ hãi sang lú rồi. Lý đại học mà nó không thể nào. Tại vì nó là cơ sở để kiếm tiền, đơn giản thôi, logic rất đơn giản, vào trường đại học để ra ngoài ra đi kiếm tiền. Đừng có nói gì đến cái chuyện là lý tưởng lý thuyết là thầy, đôi khi thầy sẽ rất là thực tế. Các bạn vào đại học mục đích của các bạn là gì? Là kiếm một cái nghề.
kiếm một cái nghề, sau đó là các bạn sẽ có một cuộc sống ổn định. Sau khi các bạn có một cuộc sống ổn định, các bạn sẽ cống hiến cho xã hội, gì là bla bla gì đó. Thì dù sao các bạn cũng phải là an cư trước. Người ta nói an cư rồi mới lạc nghiệp, tề gia trị thuộc tu thân trước, rồi mới tề được gia thì mới trị được quốc thì mới bình được thiên hạ. Bản thân các bạn ăn chưa no thì các bạn rất khó để các bạn giúp đỡ người khác. Thì vô đại học là một hình thức để các bạn có một cái nghề kiếm được nhiều tiền. Thì cái nghề mà muốn kiếm được nhiều tiền, kiểu như kiểu là thu nhập một tháng 350 triệu kiểu như vậy, huyền thoại, thì các bạn phải học thôi, đơn giản thôi. Thì những thứ mà người ta không hiểu mà các bạn hiểu thì bạn kiếm được nhiều tiền hơn, đơn giản vậy thôi. Cái thứ người ta không giỏi các bạn giỏi thì các bạn sẽ có cơ hội để có cuộc sống tốt hơn, kiểu như vậy. Cho nên là vô đại học thì đúng là lý với toán, nhất là trường Việt Pháp á, nói thật là nó khá nặng. Lý của Việt Pháp á, mà dạy đúng theo cuốn sách Việt Pháp á, là các bạn chết chắc luôn. Nên khi mà tôi nhận cái giáo trình của Việt Pháp mà tôi cũng phải xem xét lại là tôi nên dạy các bạn theo cái phương án nào. Và các bạn nếu mà theo dõi cái bài giảng của thầy từ đầu học kỳ đến giờ thì mình thực sự là cũng không có bám vào cuốn sách Việt Pháp 100% đâu. Có những cái kiến thức về vật lý từ nãy giờ chúng ta đang làm những bài tập ngày hôm nay này, những bài tập nó rất là khó, nhưng mà nó chưa khó đến cái level của Việt Pháp. Tức là nó khó ở cái hiện tượng, nó khó ở cái ý nghĩa. Chúng ta làm một số bài toán nhưng chưa đặt nặng đến vấn đề biến đổi tích phân vector hay là biến đổi vector, biến đổi đạo hàm vân vân, chưa. Chúng ta chỉ đang nói đến những cái giá trị độ lớn, những cái giá trị để ở đó các bạn bắt đầu hiểu được là cái này biến thiên hay sinh ra cái kia. Nhưng giờ thì chúng ta phải quay trở lại, ví dụ như cái slide tôi đang định là tuần sau sẽ dạy cho các bạn đây, là chúng ta sẽ bắt đầu phải nói lại cũng những cái điều mà chúng ta đã làm trong ngày hôm nay, nhưng mà bằng một cái nền tảng của toán Việt Pháp. Bởi vì các bạn có một cái cơ hội để học một cái giáo trình khó như vậy thì ráng thôi. Nên no hope rồi, no choice rồi ha. Vô đây rồi thì ráng cày thôi. Muốn hơn người ta thì phải bỏ ra nhiều thứ hơn vậy thôi. Khi mà các bạn, bạn bè các bạn đang chạy bo thì các bạn đang cắm đầu cuốn sách Việt Pháp. Nếu một ngày nào đó thì sau 30 tuổi thì nó vẫn đang chạy bo và các bạn thì đang ở Pháp. Hy vọng là như thế, đúng không? Còn ở Pháp làm cái gì thì tính sau. Có thể làm neo chẳng hạn, kiểu như thế. Nên tuần sau chúng ta sẽ làm những bài tập khó như này. Thì cách thức để chúng ta triển khai các bài toán mà có cái nền tảng cơ sở của toán đó, vector vào đó, thì nó chắc chắn sẽ không thể dễ như cái câu A cộng B cộng C bằng 0 rồi. Nó sẽ phải có những cái điều khác nữa. Nó sẽ có sự kết hợp. Ví dụ cái bài này nè, cái bài này cũng là bài cực kỳ khó. Chuyển động của một quả cầu tích điện nè, cho một quả cầu tâm O bán kính R có lượng M mang một điện tích Q nè, phân phối đều nè, quả cầu quay tự do quanh trục nè, moment quán tính. Chết cha, cái gì để thầy, môn quán tính là phần cơ học mà. Ừ thì đúng rồi, đúng không? Nó là phần cơ học, nhưng ngày hôm nay các bạn học về điện thì có thể nó đóng góp một chút gọi là kiến thức ở đây chứ, đúng không? Đọc đến cái moment quán tính này là nhiều đứa, nếu mà đi thi trắc nghiệm, nếu mà cái bài này đi thi trắc nghiệm có 4 đáp án ABCD, đọc mới đến cái dòng mà cho moment quán tính này xong là tự nhiên trong đầu các bạn, nó nảy sinh ra một cái lời huấn thị mạnh mẽ của tổ tiên. Lụi, 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 lụi. Nhiều đứa đọc ở đây là lụi rồi nè. May mà Việt Pháp là cho thi viết chứ không thì thi trắc nghiệm là chết rồi. Quả cầu này được đặt trong một cái cuộn dây ha, trục bao nhiêu đó, n vòng quấn sát nhau. Đây trong sách Việt Pháp các bạn. Biểu thị tốc độ quay này nọ, tìm hệ thức liên hệ với moment từ, chết cha moment từ gì nữa thầy. Bên này moment quán tính, sao bên này moment từ, đúng không? Thì các bạn thấy đó, một cái đối tượng như vậy mà khi nó vận động ở trong cái thế giới kỹ thuật thật sự, thì nó sẽ có những cái thứ mà các bạn sẽ quan tâm. Ở trong kỹ thuật thì nó không có phân ra rõ ràng rạch ròi điện với cơ với lý hóa đâu các bạn, không có đâu. Còn làm cái máy nó sẽ tổng hòa của nhiều thứ kiểu kiểu như vậy ha. Những bài tập này, những bài tập nó rất là khó, nếu có cơ hội thì mình sẽ nhìn qua một tí và thấy cái lời giải của nó cũng sẽ là những cái biến đổi và cái cách đặt vấn đề nó cũng khá là khó, nhưng mà cứ từ từ làm thôi. Bởi vì bất cứ một câu hỏi nào về lý thuyết thì nó cũng sẽ có cách để tìm ra câu trả lời, có thể đúng hoặc sai, nhưng mà nó cũng sẽ có cách để logic. Đó, những cái bài như này, những bài trong sách Việt Pháp các bạn nó rất là nặng. Nếu mà ngay từ đầu mà thầy dạy cho các bạn những cái bài như này, thầy tin là tên của thầy là gì, mấy bữa được hai bữa chắc mấy đứa quên này luôn. Tại vì trốn học hết mà. Nhưng mà từ từ thôi ha, không gì khó hết. Rồi, như vậy hôm nay chúng ta sẽ có một cái, hôm nay lớp này lớp bao nhiêu ta? Lớp P bao nhiêu ta? B03 như là vẫn đáp gần hết rồi sao? B03 đảo lại rồi thầy. À, bắt đầu đảo lại rồi đúng không? Ừ.
Hiện nay á, thông báo sơ bộ nha, là điểm mà cao nhất mà lớp chúng ta đạt được á, là 6. À không, 8,5. Có một bạn được 8,5. Tức là lần 2 các bạn được 8,5. Lần trước bạn được 6. Nhưng mà lần thứ nhất đảo qua thì là điểm cao nhất của lớp chúng ta là 2,6. Còn lại là một vài bạn được 4, một vài bạn được 2, một vài bạn được 3, và phần lớn là còn là bị 0. Lần thứ hai đảo lại, đang có một loạt các bạn lần trước cũng vắng mặt này, cũng nhận 0 hết rồi nè. Là hai mấy bạn mà nhận 0 này là nhận 0 luôn à. Và tuần trước thì có được một bạn là trên trung bình, một bạn thì được thêm điểm 8,5. Cơ bản là điểm lớp chúng ta về vấn đáp là khá thấp. Khá thấp. Thôi được, hôm nay chúng ta sẽ có danh sách của các bạn vấn đáp ha.